Thằng kia, biểu thằng Tấn là thằng Minh dẫn con giáo ra đây coi. Con nhớ là con hứa gì với tôi đó nha, tôi muốn gì được đấy nha, nha. Coi vậy chứ tôi còn trẻ đúng phải không cô? Nhìn kỹ phong độ lắm chứ. Thưa ông, nếu tôi có gì sơ suất, xin ông thứ lỗi cho. Ê kìa, cô làm vậy coi gì được, cô có lỗi gì đâu. Miễn nhớ lời hứa, ví dụ tôi muốn gì được đấy được rồi. Ba. Nè, chú ở đây canh chừng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Em, làm sao em biết anh bị giam ở đây mà tìm? Ba, sao ba không về nhà ba? Mình có bị đánh nhiều không? Nhờ anh Lương dắt đi tìm kiếm và xin phép, em mới được đến đây để thăm mình. Anh Lương đi tìm và xin phép cho em à? Anh Lương là quan hai phòng nhì, ảnh đang vận động lãnh mình ra. Chỉ nay mai thôi mình à. Nay mai, ngày mai là một ngày chưa đến. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Mình khi chỉ mới hôm qua cả gia đình còn đang yên ấm, anh còn trong đèn bên trang giao án, em ngồi cạnh con khờ khe khe cất lời ru. Vậy mà hôm nay anh đã giam thân vào trong chốn lao tù, xa con thơ xa vợ hiền thao thức giữa đêm dài trong quốc nghẹn từng cơn. Mình chớ vội bi thương rồi thêm tuyệt vọng đau sầu, dù bao nhiêu cảnh ngộ lắm cơ cầu, nhưng sống thẳng ngay thì trời cao đâu bắt tôi. Đèn trăng tận tường ta sẽ lại gần nhau, chỉ sợ rồi đây một mình anh ngã quỳ giữa một nơi thăm thẳm xa mờ. Không, mình đừng nói chuyện không lành, em lo sợ lắm. Tuyền ơi, lẽ ra anh phải nói một câu gì để cho em được yên tất dạ, nhưng nói làm chi khi anh biết đó chỉ là lời giả dối, dối gạt em và dối cả lòng anh. Suốt một đêm dài nằm sóng sượt dưới nền nhà giám, chìm trong tiên kiện trở canh ngoài vọng gác, anh mới biết chiến tranh đã tạo cho trò đời cay nghiệt. Muốn sống hiền lương cũng không làm sao tránh được cảnh lao tù. Chỉ một đêm mà anh
dài như trọn một kiếp người. Biết bao lo sợ hãi, biết bao buồn thương hận tuổi đã dài dò tâm tư. Anh không tin trên đời này còn có chữ nhân từ, và anh không biết được xã hội ngày nay có còn ai nghe hồi chuông công lý. Em đã khóc rất nhiều và gần như tuyệt vọng. Nếu không có bé Thủy thì chắc em đã quyên sinh rồi. Nhưng tại sao, tại sao mình bị bắt chứ? Tại sao? Chỉ có trời mới hiểu được tại sao. Tuyền, em vừa bảo anh Lương đang lo cho anh phải không? Nếu anh đi thoát được là mình có phước nhất trên đời. Còn không, cũng như bao kẻ khác, là chịu chung số kiếp con người. Trong kia tất cả bọn đồng tù, ai ai cũng lo cuốn sầu cho gia đình, vợ yêu con thơ. Tuyền ơi, nếu anh có mệnh hệ nào thì em phải răng mà sống dưỡng nuôi Ngọc Thùy. Em phải dạy nó học hành cho đến nơi đến chỗ, đừng để nó thua suốt bạn bè mà tuổi hổ phấn mồ côi. Mình đừng tuyệt vọng, dù sao cũng có anh Lương giúp đỡ. Anh đang can thiệp với quan trên mà mình. Được hay không, em cũng đừng lo lót mà tốn hao tiền bạc. Tiền của mình để làm vốn nuôi con. Biết đâu chuyện của anh là do một bí ẩn nào. Mình nói làm cho em phải lo sầu. Phải chăng mình linh cảm sắp đến giờ gia đình của chúng ta hoàn toàn tan vỡ? Không, dù có phải đánh đổi bằng một giá nào đi nữa, em cũng quyết tìm phương giải cứu cho mình thoát cảnh lao lung. Mình ơi, hãy nhìn vào đôi mắt thâm quầng đã cạn nguồn suối lệ của em. Hãy nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác của em để thấy sự hiện diện của mình là cần thiết tới giường nào. Ngọc Thủy, tội nghiệp con của tôi quá. Thôi nãy giờ cũng lâu quá rồi, bà giáo nên dẫn con về đi. Mình, em về nghe mình. Thủy, lại thưa ba về đi con. Thưa ba cũng về. Mình cứ yên tâm, nói anh gửi lời cảm ơn anh Lương. Thủy con, ba hôn con. Ba. Bẩm sếp, có lính của quân hai đôi dèm đem bánh mì cá hộp và thuốc hút cho ông giáo sư. Mày bảo nó vô đây đi, lẽ tao rước nó. Anh vô đi. Tôi biết rồi, khỏi nói nữa, để vô đồ xuống đó đi. Dạ, ông hai nói rước bà giáo về luôn. Phải à, em nên quá gian về cho tiện em à. Vâng, em về. Cảm ơn sếp. Không có chi, yên tâm đi. Tụi bay đâu? Đưa ông này về đại gia đi. Dạ bẩm sếp, chị Bé Thẹo nhắn sếp ra quán, chỉ có chuyện gì muốn nói với sếp. Cuối tháng mà nhắn gỡ cái gì mày?
con nhỏ đó nó sợ thì giật nợ nó làm sao? Dạ không phải đòi nợ. Dạ chỉ nói có món lạ. Món lạ? Vậy thì tao đi gấp. Ý mà không được. Bữa nay đúng 8 giờ tối nay tao có việc quan trọng. Việc gì vậy sếp? Thì cách thằng cha giáo sư bị bắt hồi hôm á. Dạ thưa sếp, ông phạm tội gì vậy sếp? Ôi tao đâu có biết tội gì. Lệnh trên kêu bắt thì tao bắt thôi. Thưa sếp, rủi quan tội nghiệp cho người ta. Tội nghiệp cho họ rồi ai tội nghiệp cho tao mày? Tao không thi hành lệnh cấp chỉ huy thì ai vô đây ở tù thế tao? Ê ê, bộ bà con thân thích gì sao mà tụi bay rào trước đón sau vậy hả? Nói tao nghe. Dạ dạ. Dạ đâu có sếp. Mới nghe sếp nói em nói theo chứ đâu có quen lơn gì đâu. Thiệt không? Mà thôi, chị bị thẹo nhắn sếp nói có con mồi nào ngon lắm đó, sếp có đi không? Dạ đi thì sợ mà không đi uổng. Thì việc gì sếp cứ để tụi này làm thế cho. Có lý, tao nhờ tụi bay được mà, đúng không? Tụi tôi là đệ tử của sếp mà. Đúng vậy, tao tin cậy mày với thằng Minh. Hai đứa mày kín miệng ráng giúp tao cái chuyện này nghe chưa? Dạ. Chuyện gì vậy sếp? Để tao coi tôi có ai. Nói cho tụi bay biết, thủ tiêu giáo sư. Bộ ổng làm tội gì quan trọng lắm sao sếp? Ôi xa, tụi mình làm lính mà. Hãy cấp trên báo phơ thì cứ bắn đi. Hỏi ngàn mạc có ích chi, nó hỏi lòng vòng tai quả ăn chê. Đời như tẩm bê, tụi bay còn lính tao đã đổi rồi, sắp lên accident. Tao không muốn chuyện lăng nhăng. Sếp ơi tụi này hỏi chơi, thấy vui mình hỏi cho vui chớ. Tò mò thì chắc lâm nguy, thôi sếp bỏ qua đi. Sếp đi ra quán, tụi tôi giữ đồn. Làm đúng lệnh sếp ngay, rồi sếp thưởng cái chi? Đừng lo, tao lên ách thì tụi bay cũng được lên quay chứ. Dạ, chừng nào đem bắn ổng sếp? Trời ơi, bắn là mày nói lớn rồi mày, tôi tưởng như nhỏ nhỏ thôi. Tối nay, gần 8 giờ tao về. Khi nào tụi bay thấy tao gần tới cổng rồi không, tụi bay mở cổng cho nó ra đi tắm. Là bộ dẫn đi tắm vậy đó. Rồi bắn hai phát cho tao. Phát thứ nhất bắn vô ốc nó, phát thứ nhì bắn vô cái môi chề của nó, để cho đừng có nhận dạng nó. Rồi đạp nó xuống sông cho tao. Nghe lời tao dặn làm. Sếp ơi, xử như vậy đó hả? Quan trên nói mình làm việc mờ ám rồi làm sao hả sếp? Quan nào nói mày? Tao có lệnh đây nè. Tao làm bộ nói nó vượt ngục, tao bắn nó được không mày? Mà thôi, tao coi bộ tụi bay không cái chết nhát lắm, để tao bắn cho. Để nó nói tao, được rồi, tối nay tao. Sếp nói chơi hoài, tụi tôi mà nhát thì còn ai dạng? Phải không? Dạ thưa sếp, sếp cứ đi ra ngoài quán chị Bảy đi. Ừ, sếp để tụi tôi. Đắt có. Tao đi đây, mà điều tao về đúng 8 giờ nha. Mà hai chai đế là phần tao nữa nha. Bây giờ anh tính sao? À quên nữa, bỏ cái vỏ bánh mì cá hộp đây. Anh Minh, giáo sư Hoàng là thầy dạy học của tôi. Tôi biết ông không làm gì bậy. Tôi chắc là có thù oán cá nhân nào đó nên người ta muốn thủ tiêu gấp ông thôi. Anh nói với tôi hồi sáng rồi, nhưng dầu sao á, chúng ta cũng không minh quan gì cho ông được hết á. Anh Minh, nhân tiện việc này, anh hãy giúp tôi đền ơn thầy học theo cách mình đã bàn. Giờ còn sớm quá. À, không được, nếu chờ sếp về tới thì không tiện. Anh hãy sẵn sàng cho tôi. Được, để tôi. Tấn, em có chuyện gì muốn nói với thầy sao? Thầy, thầy ơi, em được lệnh xử bắn thầy. Xử bắn tôi? Phải. Nhưng thầy ơi, dù em học được một chữ của ai, em cũng phải thương kính là bậc tôn sư. Huống chi em đã học của thầy gần trọn niên qua. Chẳng những thầy đã dạy cho em mở mang trí
mà thầy còn giúp đỡ em. Nhẹ tiền trường, tiền sách hàng năm, làm sao em quên ngày mà em phạm phải điều sai. Trộm sách quý của ông đốc trường, thầy gào thét giận rung. Đánh em rồi thầy buồn vì ông đốc trường xuống lệnh đuổi em. Biết sự nghèo túng của em, thầy mới dắt em về nhà, cho em một số bạc và khuyên em ráng học thành danh. Em không nhận để bây giờ em lại theo bọn lưu manh, không vâng lời thầy là quan uổng một thời xuân. Vì hoàn cảnh biết sao, nhưng cũng may là em có mặt ở đây mới có dịp trả ơn cho thầy. Nghĩa là ông trưởng đồn mới nhận được lệnh của quan trên. Em nghĩ rằng thầy không có làm gì nên tội, nên em cho thầy hay. Cảm ơn em, nhưng thầy hay rồi thì làm sao được bây giờ chứ. Thầy ơi, nếu thầy thương em thì thầy hãy trốn khỏi Sài Gòn, đừng bao giờ trở lại, đừng bao giờ cho họ gặp mặt thầy nữa mà khổ cho em. Em sẽ giúp đỡ cô và bé Thủy trong điều kiện có thể của em. Đi, đi đi thầy. Thầy theo em, theo em ra bờ sông. Thầy hiểu ý em chứ? Tấn, em muốn... Thầy đừng hỏi nữa. Đi theo em, đi theo em kẻo không còn kịp nữa. Đi thầy, đi đi thầy. Dứa con, tu dứa con, dứa con. Anh em đừng chạy lộn xộn nữa. Dạ, dạ sếp hả sếp? Trời ơi, chuyện gì, chuyện gì vậy? Dạ, tù giữa ngục. Bà mẹ mày tù giữa ngục, mày bắn hai phát thôi, bắn ráp đã phanh, bò xuống mương mày thấy không? Bắn nó chết. Trời chưa? Trời ơi, gần xịt mà bắn sao hụt sếp? Nó vừa chạy ra còn chơi nguyên la pha liền. Chết tao, mày làm gì? Trời ơi. Dạ xin lỗi sếp, dạ. Cái gì mà lộn xộn vậy? Dạ thưa sếp, tù giữa cục lính gác nó bắn rớt xuống cầu chết rồi. Ai bắn? Dạ cái thằng này. Tên gì? Nguyễn Hữu Thắng. Nhớ làm rắp bo cho kỹ nghe. Dạ. Còn đây, giấy thai giáo sư Nguyễn Hoàng, thầy đội thả liền cho người ta về với vợ con. Trời ơi, cái tên tù giữa cục bị bắn chết chính là ông giáo sư Nguyễn Hoàng. Hoàng bị bắn. Không, không, anh Hoàng ơi, sao anh vội bỏ ra sao sớm vội ly tan giữa lúc bình yên và hạnh phúc đông đầy. Ông trời ơi, sao bài ra chi ngắn cành, chú bèo mây trôi dạt
ơi phận số nào ai muốn về đâu. Giữa cuộc đời lắm chuyện bề dâu, gieo khổ đau đè nặng kiếp con người. Hoàng đã ra đi về nơi âm cảnh, xin em ngày đừng nên bi ngày lụy, mà phải bình tâm để lo cho đứa con khờ. Biết làm sao tôi sống được bây giờ, ai ai đã bày nên thảm trạng chồng tôi đâu, hãy trả lại cho tôi. Mẹ, trả cho tôi. Mẹ, hãy trả chồng lại cho tôi. Anh Hoàng ơi, mẹ, anh ở đâu vậy? Anh Hoàng ơi, mẹ, hãy chờ em theo dưới. Hoàng ơi, trả chồng cho tôi, trả lại cho tôi. Mẹ ơi, mẹ. À! À! Cô, cô ơi, mở cửa, mở cửa đi cô ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Hả? Cô, chuyện gì? Cô bình tĩnh lại cô. Trời ơi, có ai ở nhà không? Cô Thủy ơi, Thủy, bé Thủy. Trời ơi, sao không có ai ở nhà hết vậy nè? Trời ơi, cô tỉnh lại cô. Cô ơi, tỉnh lại cô ơi. Cô thưa cô, em đây, Tấn đây. Hả? Tấn, cậu, cậu làm gì tôi vậy? Thưa cô vừa ngất xỉu, em đến kịp. Nhưng mà... Thưa cô thấy đã đỡ chưa? Em đi tìm thuốc cho cô nha. Không, không cần thiết lắm cậu à. Tôi đau và thường mê sảng như vậy đã 3 năm rồi, đã quen rồi. Tôi tưởng cậu biết rằng... Em biết cô thù ghét em lắm và không muốn nhìn thấy mặt em. Cậu biết vậy mà cậu còn tới đây sao? Chồng của tôi đã giả từ hạnh phúc mà về cõi chết 3 năm rồi. Vâng, đúng 3 năm rồi. Cậu chưa hài lòng sao? Khi vết thương vẫn còn hằn sâu giữa tim lệ nóng chan hòa. Biết đến bao giờ cho nguôi? Em biết lòng cô đang quá hận dần
đầy, nhưng mở lời thì biết nói gì đây. Muốn bảo vệ một người mà để cho bao người khổ đau, thôi thì niềm riêng đành cam nín lặng. Mà trái tim em cũng chua xót nghẹn ngào. Đừng mỉa mai trước chuyện cơ cầu, mà hãy vui cười là hơn. Thưa cô đã bất công mà nghĩ rằng em vui mừng khi thấy thầy mất. Thầy là thầy dạy học của em, là người đáng kính nhất của đời em, là người ơn đã từng giúp đỡ em. Thôi, nhưng... thôi. Người ơn. Người ơn. Cậu về đi. Đi đi. Cô, đừng ở lại đây mà nhắc cho tôi những kỷ niệm quá đau buồn. Thưa cô, em không phải. Không phải chính cậu bắn loạt súng đầu tiên ngay trong đêm mà người ta nói rằng chồng tôi là thầy cậu vượt ngục hay sao? Em không chối rằng em đã bắn loạt súng đầu tiên đêm ấy. Nhưng cậu nói rằng chỉ vì bổn phận, có phải vậy không? Chồng tôi làm gì đến nỗi phải bị bắt? Tội trạng nặng đến mức nào mà chồng tôi phải mưu toan vượt ngục để rồi bị bắn chết chứ? Chú Tấn, tôi đã lắm phen khuyên chú đừng đến đây, tại sao chẳng nghe? Cô trái ý tôi hoài. Chú nhớ cho rằng Tuyền vẫn còn đau khổ, tàn kho chưa nguôi, nàng sẽ nghĩ sao khi thấy kẻ đã bắn chồng khi xưa? Tôi không phải người đã gây ra thảm cảnh kia, tôi đến thăm cô với tấm lòng kẻ biết ơn, chớ chẳng như ai kia một mặt hai lòng, mặt giả cười vui mà bụng thì chứa gươm đau. Khốn nạn, chú muốn ám chỉ ai ở đây hả? À quên, thưa cô, em xin phép cô được biếu cô một chục cam đầu mùa. Mày khinh tao hả mày? Mày quên rằng mày đang nói chuyện với cấp chỉ huy của mày sao? Tại sao tao hỏi mày dám? Không, tôi không dám khinh quan. Tôi chỉ nể tất cả những người bạn của thầy tôi. Thưa cô, cam này là cam vườn nhà, không có ai thèm nhận cái thứ cam rẻ tiền của chú mày đâu. Mày đem về mà ăn đi. Xin lỗi, tôi đâu có cho ông đâu mà ông thèm hay không thèm. Nhưng tao... Xin lỗi, thái độ của ông dường như không đẹp lắm đối với tôi. Tao có quyền... Xin lỗi, ở đây không ai có quyền chỉ huy ai cả. Là quân nhân, khi nào chúng ta mặc quân phục và ông đeo cấp hiệu, ông ra lệnh tôi phải tuân hành, cũng như tôi đã tuân hành để chịu mang tiếng. Câm! Mày nên nhớ. Vâng, tôi vẫn nhớ. Chỉ có ông quên rằng ông đã bỏ tù tôi một cách xảo trá và giải ngũ tôi. Hiện giờ tôi chỉ là một công dân, gạt bỏ ra ngoài chuyện tình cảm thì danh dự con người giữa ông và tôi ngang hàng. Ông đã quăng đổ gói cam của tôi, tôi ra lệnh cho ông phải lượm trả lại chỗ cũ, vì đó là một tấm lòng thanh cao của người học trò luôn giữ vẹn, chữ ban từ di sư đối với thầy học của tôi. Mà bàn tay của ông đã nhúng vào những việc làm ám muội, đừng dây bẩn sự sáng trong bằng sự nhơ nhớp của ông. Mày ăn nói nên lựa lời, đừng xúc phạm đến tao nghe chưa. Một kẻ đã mạnh tay giết thầy mà còn dở giọng thanh cao nữa. Ông càng khóa mã tôi thì càng khơi bài giả tâm sâu độc, ai hại thầy phản bạn lâu nay rồi cũng chuốc lấy chua cay. Khốn nạn, mày muốn gì? Đã nói rồi, tôi muốn ông phải gục đầu xuống mà lượm trả lại danh dự cho tôi. Thôi, để tôi lượm cho hai người êm thấm giùm tôi. À, thưa cô... Thôi, để em lượm. Cảm ơn cậu Tấn. Thôi, cậu về đi.
Vâng, em về. Cô ráng giữ gìn sức khỏe. Chào ông. À, ông à, chuyện vừa rồi tôi có bị ở tù nữa không ông? Khốn kiếp, rồi mày sẽ biết tay tao. Biết nhiều rồi. Tôi gian cậu Tấn, cậu về đi. Dạ, thưa cô, em về. Nó đến đây để làm gì vậy? Thì cũng để minh quang, đính chánh rằng nó không có giết hoàng. Nhưng em không muốn nghe nó biện bạch gì nữa cả. À, anh hoàng chết đó là số mạng. Anh biết ngày mai á là ngày giỗ, mà cũng là ngày em đã mãn tang chồng. À, anh cứ mua hoa tươi cho em đi. Em hãy cắm vào bàn thờ của hoàng đi. Bây giờ anh phải lo công việc. Anh đi nghe. Rồi chiều sẽ trở lại phụ lo với em đám giỗ cho ảnh. Anh đi nghe em. Vâng, cảm ơn anh. Anh hoàng ơi, anh hãy phù hộ cho em có nghị lực để nuôi dạy con cho đến lúc nó trưởng thành. Em. Ơ kìa, ông là ai? Nhìn kỹ coi. Ông là ai mà đi tìm ai ở đây? Em hai, em quên qua rồi sao? Nhà vắng vẻ quá. Xin lỗi ông, tôi không nhớ gặp ông ở đâu. Tệ thì thôi, mà quên cũng phải rồi. Hồi trước qua làm đổ xếp, bây giờ đó qua làm accident rồi. Nhớ chưa, 3 năm về trước em đi thăm chồng em bị bắt ở bót qua đó. Nhớ kỹ đi. Nè, tôi nhớ rồi. Ông Ách. Vậy ông đến đây có việc gì? Đừng kêu Ách nghe kỳ quá, mất thân mật hết. Nói thiệt hồi đó đó thấy hai là qua thương liền vậy đó. Ông vô phép sổ sàng. Hả? Tôi không muốn tiếp chuyện với ông. Mời ông ra khỏi nhà tôi ngay. Kìa, qua đó thương thiệt mà. Chứ bộ qua ghẹo chơi hay sao mà. Ông đi ra ngay. Đi không? À, đâu có được. Nếu không, tôi là lớn, tôi cao ông liền. Thấy tôi đơn chiếc, ông đến đây làm tiền. Em đừng có la gì, ở ngoài kia là linh của hoa canh. Đố ai can thiệp thì em đừng hy vọng. Đừng tưởng tôi để yên, tôi sẽ thưa đến văn trên. Bởi qua năng lý ấy, ông nhiều lần đó không thương tưởng, ắt qua làm càng. Biết điều thì nên cùng nhau to nhỏ thỏa thuận sớm với em. Nếu còn ương ảnh, em đừng quán hận. Người lớn như hoa không thể nói chờ đâu. Hăm dọa tôi hả? Nào có hăm dọa em đâu. Cái thế đời là như vậy đó em hai à. Mà điều nó phải quấy cho em hai biết thôi. Chứ qua đây đâu có nợ. Nếu em ưng qua đi thì qua sẽ hứa chu cấp cho em đầy đủ. Lương của qua đó không có nhiều, nhưng mà vô ấp the hoài à. Tiền bạc xài phủ phê luôn. Em muốn gì qua cũng chịu. Tôi chỉ em muốn ông vác cái mặt lưu manh thất giáo của ông đi ra khỏi nhà tôi ngay. Trời ơi, xài nặng quá vậy em hai. Qua nó tử tế không được. Qua Alexo à, đưa tại đây, đưa tại đây. Không nặng. Đừng vô liếp sĩ. Đánh. Ôm nữa là ôm nữa. Bắt người ta. Bắt ra. Khỏi ra. Buông cô ấy ra. Tôi bắt quả tang hành động tồi bại của ông. Tôi muốn biết tại sao ông lại to gan lớn mật đến đây giở trò bạo ngược với người thân yêu nhất của tôi. Dạ Tống Quang, con đâu bao giờ gan lớn mật to gan. Đó chỉ là một cử chỉ xã giao. Xin cho hiểu lầm và tội nghiệp cho con. Ông đừng nên lẻo mép. Nếu biết điều thì từ nay trở về sau ông đừng tìm đến nơi đây để giở trò ám mùi tà tây. Bà ơi bà đừng có nói vậy. Tôi đến nơi này là để thăm bà, chứ nào có ám mùi gì. Xin quan ông quan bà tha thứ cho con. Im. Dạ im rồi. Tôi đã thấy hết rồi. Dạ.
Ông khỏi nói nữa. Dạ không nói. Sáng mai lên văn phòng gặp tôi. Bẩm quan, tội nghiệp con, con lỡ rại lần. Ông đi ngay. Dạ. Hay là ông muốn tôi cho người định bắt ông ngay bây giờ? Dạ hả? Đi liền, đi liền. Dạ, dạ con đi. Dạ, dạ bà ơi, bà làm phước nói giùm con bà, tội nghiệp con. Tôi tự hậu cũng xin chừa bà ơi. Cũng may mà anh bỏ quên chiếc áo mưa và cái nón này, anh mới trở lại. Nếu không, không biết rồi Tuyền sẽ ra sao với tên ách già đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không biết tại sao cái nhà này lại thường có những kẻ không ra gì lui tới. Tại vì em là một người đàn bà cô thế. Có lẽ nó tới để làm khó dễ và tống tiền em chứ gì, phải không Tuyền? Em còn gì nữa mà sợ bị họ tống tiền? Đau yếu không đủ tiền uống thuốc thì làm gì có tiền mà cho họ. Nhà như thế này mà từ ngày bà vú già trốn tới nay không có tiền để kêu người ở khác. Cũng may con Ngọc Thủy đi học được ông hiệu trưởng nể tình bạn cũ với chồng tôi, không lấy tiền học phí, lại cho xe trường đưa rước hàng ngày. Nếu không cũng chưa biết con gái tôi phải ra sao nữa. Thiệt tình em túng thiếu đến như thế hay sao? Bây giờ em cầm tạm số tiền này để mà chi dụng và thuốc men trong lúc túng thiếu. Ờ, không. Không, em đừng từ chối nữa. Em chịu ơn anh nhiều rồi, em không dám nhận nữa đâu. Ừ, khi người ta còn xa lạ nhau, nhận lãnh một sự trợ giúp nào đó thì người ta nghĩ rằng đã chịu ơn và phải trả ơn. Còn như anh với Ngọc Tuyền không phải là sự giúp đỡ nữa, mà phải coi là bổn phận, là tình cảm đối với nhau chứ. Nợ tiền bạc thì phải trả bằng tiền bạc, rất dễ. Còn nợ tình cảm thì phải trả bằng gì? Bằng tình cảm. Nợ tình cảm thì không bao giờ trả hết được, có phải không anh? Vả lại lòng em đã chết rồi, anh còn nói hai chữ tình cảm để làm gì? Còn biết buồn, biết khổ thì tình cảm vẫn còn. Hơn 10 năm nay anh tưởng rằng tình cảm đã chết trong lòng anh, nhưng khi gặp lại Ngọc Tuyền thì lòng anh rộn lên niềm vui mới. Anh cũng thao thức bâng khuâng như thuở chúng ta trong tuổi nô đùa. Anh Lương, anh có biết anh vừa mới nói gì đó không? Anh vừa mới khai quật mồ dĩ vãng cho tim đau thương bật nói nên lời. Anh vẫn nuôi yêu Ngọc Tuyền như trước đây. Mười mấy năm anh đã từng tha thiết nói tiếng, nhưng Ngọc Tuyền đã có chồng rồi. Xin anh giữ lại những lời yêu trong đáy tim, giảng lối ân tình mỗi đứa. Từ lâu lắm giữa tim anh vẫn luôn sâu nặng một tình yêu đắm say. Cô còn chi Tuyền ơi, ngày ấy xác pháo vô quy nhuộm đỏ bước đường đưa em đến bờ duyên hạnh phúc. Nào khác gì mau của tim anh đổ ra quyện theo gót chân hồng. Em vui duyên mới còn anh thì khóc hận. Thank you.
ngày ấy tiễn chân em về nhà chồng, anh nghe như tựa đưa linh hồn vào cõi ngàn năm. Anh muốn lẩn trốn cái vĩ vãn sầu thương, nên vượt sóng trùng dương. Nhưng hình ảnh của em sao vẫn trường tồn trong con tim rỉ máu. Tình yêu cuồng nhiệt ấy như bão động biển khơi. Cuộc đời của anh cũng đã lặng yên sóng gió rồi. Anh nhắc làm chi khi em đang sầu đang khổ. Tuyền ơi, dẫu rằng có rất nhiều giai nhân tuyệt sắc đã bước vào cuộc đời cô độc của anh, nhưng không một ngày xóa được hình ảnh nghi ngóng tuyền. Anh vùi đầu trong cánh bài tiếc rũ để đốt nhớ nhung bằng bạc như bằng tiền. Nhưng em ơi, càng muốn lãng quên lại càng nhớ thương em đậm đà. Anh hồi hương giữa thời loạn lạc với chút hy vọng mơ hồ. Nhưng hôm nay em đã mãn tang chồng rồi á, thì Tuyền ơi, anh xin lặp lại lời thề thuở mới vào xuân. Anh Lương, xin anh đừng nhắc lại chuyện tình ai không tên của một thanh niên đã mang sầu cảm ngày xưa cũ, mà làm cho em thêm tuổi phấn hồng nhan. Thuyền đã chọn rồi bến đỗ, thì xin anh đừng đem nó trở lại trường. Đã là vợ của hoàng, đã nguyện hiến dâng cho chồng trọn cả đời em. Suốt tuổi qua niên, hoàng đã ban cho em cả trời hạnh phúc. Hoàng sống em thuộc về hoàng, nhưng đã chết rồi em lại thuộc về con của em. Từ lúc chích khăn tan chồng cho đến khi ngã gục bên con là trúc hơi thở sau cùng. Anh biết giữa lúc này nhắc đến tình yêu là không phải, nhưng nếu em hứa anh sẽ đợi chờ. Không, tốt hơn anh đừng nói đợi chờ gì cả. Em không thể hứa gì với anh được. Tuyền, dù em không thể hứa, nhưng tự anh nguyện sẽ mãi mãi đợi chờ. Thời gian cũng cần thiết lắm để cho em hiểu được lòng anh. Thời gian nọ sẽ là liều thuốc nhiễm màu, xoa dịu nỗi thương đau trong lòng người cô phụ. Tuyền à, qua cầu chẳng mai cầu gãy, không lẽ em chịu hủy bỏ cuộc đời theo dòng nước lũ hay sao? Quỳnh mai còn nở được hai mùa, thì nhan sắc này sao lại để cho héo. Anh Lương, em đừng nhẫn tâm với anh. Anh yêu. Thôi, anh đừng nói nữa. Ngọc Tuyền. Alo. Hả?
vẫn đi học bằng xe của nhà trường mà. Sao mãn giờ chơi không trở vào lớp? Vậy chứ con tôi đâu hả? Ông hiệu trưởng, ông hiệu trưởng, chuyện gì vậy Tuyền? Alo, phải, tôi đây. Cái gì? Các ông cần 200.000 nên đã bắt cóc con tôi. Chuyện gì vậy Tuyền? Alo, alo, phải nộp tiền tẩy đấu để chuộc lại đứa trẻ. Vâng, tôi sẽ mang tiền đến. Tuyền, em yên tâm, anh sẽ đem bé Thủy về cho em. Anh Hoàng ơi, hãy cứu con em. Nếu mất nó, em không sống nổi đâu anh Hoàng ơi. Hãy phù hộ cho con chúng mình anh Hoàng ơi. À. Thủy, nhớ ai mà sao em thẫn thờ quá vậy? Nhớ ai anh còn hỏi nữa. Mà trời ơi, sao anh gan quá vậy? Có ổng ở nhà không? Ổng nào? Thì cái ông này nè. Đi trình viện ở tổng nha rồi. Vậy hả? Còn mẹ đâu? Mẹ ai? Thì mẹ của Thủy, chứ không lẽ mẹ của người khác. Hỏi có duyên quá. À, mẹ của Thủy, chớ cấm người khác không được gọi bằng mẹ đó nghe. Cho anh gọi với được không? Không. Sao anh vậy? Mới nói hổng lẽ à? Thì anh thuộc cái loại người khác. Thì ghét anh quá nè. Nè, anh đi về đi. Ai biểu anh tới đây? Kìa, Thủy. Anh tới đây nếu ba má em biết được, em bị đòn đó. Anh đi về đi. Nữa, đuổi nữa. Về vậy đi mà. Thì anh về nè. Giận hả? Tại sao phải giận em? Không giận sao đòi về? Em mới biểu anh về đó. Chứ ai biểu ngày hôm qua đó, anh bắt người ta chờ ở tiệm kem cả 2-3 tiếng đồng hồ mà anh không tới à. Anh xin lỗi, tại vì đi công việc thình lình anh về không kịp ngày. Ai biểu anh viết tờ hẹn người ta? Trời ơi, anh đã nói rằng tại anh đi công việc mà. Sao không đi luôn đi? Giận nữa à? Thôi, anh về. Trời ơi, làm nũng hả? Về thì về đi. Bây giờ thì không về. Ờ, không về thì ngồi đó chơi đi, đợi ông già về. Kìa, Thủy, bộ giận anh hả? Chứ ai biểu anh giận người ta. Thôi, anh hết giận rồi. Mà Thủy hết giận anh chưa? Người ta đã nói là người ta hết giận từ nãy giờ rồi. Vậy thì lại đây. Lại đây. Anh nói em nghe nè, mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi hốt hụi ở bên Khánh Hội á. Mẹ đi rồi hả? Ừ. Thủy em. Ờ, cái gì đây? Thủy em, lần này cũng như trăm lần khác, anh muốn nói với em thật nhiều. Nhưng kết động bao nhiêu ngày thương nhớ, từ dạo ấy đến nay là một kỳ công rực rỡ, xứng đáng cho em trao gửi trọn cả tâm hồn, cả lòng trung trinh đắp
xây duyên lành, treo sơn muôn thuở. Dẫu mai đây biển cả có thành nương dâu, Thủy tình ta vẫn dòm trời cao sáng soi cùng đêm thâu như ngàn xưa, ngưu lang cùng chức nữ câu chuyện chúng mình thành hay không, thì em ơi giữa lúc gia đình đôi bên chưa thỏa, em chớ dối vàng để ngỡ ngàng đôi tim đã ngân vang, ta không nên cách nhắn cho giờ tan thời qua đi. Đừng hỡi em đừng em mơ màng khi tuổi còn trong lứa tuổi ngây thơ. Lời anh nói chỉ cợt đùa hay lên án sự tao cùng làm cho em quá đổi vân vân. Em có yêu anh em hãy chăm lo cố gắng học hành, hẹn nhau khi công tội danh thành sum vầy. Dạ thưa ba. Dạ bạn của con đó ba. Chào Tự Nhiên. Dạ ảnh tên là Tấn. Hả? Chú Tấn đây à? Dạ. Ủa bộ ba biết ảnh trước rồi sao ba? Anh ngồi đi. Con à. Dạ. Tấn là học trò của ba hồi trước. Ở nhà chắc không có gì uống phải không? Con chạy ra ngay Thanh Thế bảo lấy cho ba một chai Martin về để cho ba đãi Tấn. Lấy Martin về ba uống chứ con không có cho anh Tấn uống đâu nghe. Con cấm không có cho anh Tấn uống rượu đó ba. Ủa sao lại vậy? Có chuyện gì? Đã có chuyện gì? À ba ơi, con mua nước ngọt cho anh Tấn uống nghe ba. Cũng được. Dạ con đi nghe ba. Thủy, anh đi với Tấn. Chú ở nhà tôi nói chuyện. Anh ở nhà nói chuyện với ba em đi nha. Em đi ha. Tấn, mày khôn khéo đó, nhưng mày hết thời rồi. Mày tưởng tất cả đều ngu hết sao? Bây giờ mày muốn thế nào hả? Xin lỗi, nhưng tôi cần cho ông biết, những kẻ ngay thẳng trung hậu thường được trời Phật che chở. Ông ỷ quyền ỷ thế làm tiền để cướp giật, để dụ dỗ con gái người ta, hay thậm chí bắt cóc thủ tiêu bạn để cướp giật tài sản và dụ dỗ vợ của bạn một cách khốn nạn, thì một ngày nào đó trời Phật sẽ không tha cho ông đâu. Mày nói tao hả? Phải. Đúng lúc lắm. Tấn, mày biết lên chân thật là kịp lúc. Lúc mà tao lỡ bị thất thời,
Nhưng mày nhớ rằng cả thế cuộc giàu có đổi thay thì tao cũng có đủ quyền quy để giết chết mày. Xin lỗi, ông thốt lời nên thận trọng. Đừng quên quan khoác lác giữa lúc này, lúc mà ông run sợ cảnh tù đài, sợ tất cả mọi người vì chuyện làm từ bấy lâu nay. Bấy lâu nay ông cậy quyền quy thế lực của ai kia để làm báo chuyển bảo tàng. Bây giờ đây ông đã tập tánh hiền lành, thì quả may có được chút tình cảm của nạn nhân chăng? Thôi câm đi, tao không cần mày nói chuyện nhân tình. Có giỏi thì mày tố cáo tao đi, chứ dở trò rung cây nhát kỹ ích lợi gì. Hết hăm he ông lại dở trò ngạo mạn. Nếu riêng ông thì ông đã sổ khám lâu rồi. Nhưng tôi thương cô tôi, thương Ngọc Nghĩ yêu đời. Tôi không muốn hai người phải sầu khổ đau thương. Dù sầu khổ kia thật là một điều lệch lạc, và còn ông là họ còn bị già đạp lòng chân thật. Thôi câm đi, cái thằng khốn kiếp, giết tao đi, đừng có thuyết pháp dằn dai. Không giết tao thì tao sẽ giết mày. Mày sống chỉ quấy rầy cuộc sống của tao thôi. Tôi tưởng ông nên thương bà giáo Nguyễn Hoàng, đừng gậy thêm tay già cho một cành hồng từ đây. Tao giết mày. Ông, tôi nói cho ông biết, không phải tôi sợ ông đâu, nhưng tôi thương cô tôi, thương em Ngọc Thủy. Tôi không muốn những người thân yêu đó phải sầu khổ. Ông có nghe tôi nói không? Chứ còn ông hả? Còn ông thì từ trước tới giờ tôi vẫn xem ông như là một con chó ghẻ. Ông hãy đốt đuốc mà tìm lại lương tâm của ông đi. Để một ngày nào đấy gặp lại người bạn của ông đã hại, thầy tôi giáo sư Nguyễn Hoàng còn sống đó. Hả? Mày vừa nói gì? Thằng Hoàng còn sống à? Phải. Tôi là kẻ mang tiếng giết thầy trọn 10 năm nay, kẻ bắn loạt súng vào tên tù vượt ngục ngày xưa, nói với ông như thế. Chào ông. Hôn nè. Trời, ba, việc gì vậy ba? Rượu đâu? Rượu đâu? Ba, ba làm gì vậy? Sao đồ đạc bể hết vậy nè? Kì ba, sao ba uống nhiều như vậy? Anh Tấn đâu rồi? Anh Tấn đâu rồi hả ba? Dạng ra. Thủy. Dạ. Từ rồi ba cấm con không được gặp cái thằng Tấn khốn nạn đó nữa, nghe chưa? Sao ba lại chửi anh Tấn vậy ba? Không cần biết tại sao, ba cấm con. Con muốn chồng thì ba sẽ gả con một người xứng đáng hơn nó. Đừng có thèm cái thằng nghèo nàn nó nữa, biết chưa? Ba, thưa ba, dù con vẫn còn trong lứa tuổi ngây thơ khờ dại, chưa hiểu hết chuyện nhân gian cạm bẫy muôn trùng, nhưng con xin ba hãy nghĩ cạn suy cùng, để cho con được tự mình tìm hiểu và được yêu bằng sự rung cảm. Dù Tấn có nghèo nàn, sự nghiệp của Tấn chưa có gì rực rỡ, nhưng giữa chúng con đã chung nguồn dũng cảm để được cùng nhau chung sống trọn đời. Thôi, con đừng nói với ba về cái lý lẽ mơ hồ đó. Thằng Tấn nó thế nào ba hiểu hơn ai hết. Cả má con cũng vậy. Con không tin ba thì con cũng phải tin má của con chứ. Ba, chẳng lẽ chính má ruột của con mà lại đi phá vỡ hạnh phúc của con sao? Ba ơi,
đời con ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng ba ơi, cái hạnh phúc mà ba muốn đặt cho con trong giàu sang nhung lụa thì con không hề tìm thấy tình yêu. Thứ tình yêu chân thành cao đẹp mà thiếu nó thì làm sao con có hạnh phúc ngọt ngào. Con vẫn còn trẻ, tương lai còn dài, xin ba cho con được tự mình tìm hiểu. Chứ ba đừng ép con phải dội theo chồng khi cõi lòng luôn hoang vắng điều yêu. Ba không muốn tranh cãi với con, nhưng mà ba... Ai gọi cửa? Con ra trả lời là không tiếp ai nữa hết. Kìa, chuyện gì mà gắt gỏng vậy Quang? Vậy mà tôi tưởng là ai chứ. May quá, tôi vừa mới nhớ tới, định đi tìm. Sao, công việc làm ăn thế nào? Cũng đều đều. Mời bà ngồi. Thủy. Dạ. Con vào trong cho ba tiếp khách một chút. Dạ. Em Phượng, thằng Hoàng nó còn sống? Giáo sư Hoàng vẫn còn sống. Thật à? Có lẽ là thật. Một tin mừng đó chứ. Tại sao lại mừng? Nó sẽ trả thù. Đúng, như thế mới là tin mừng. Không phải của anh thì là của tôi. Nghĩa là em sẽ có một món tiền thưởng nữa. Thưởng về việc gì? Đi tìm Hoàng và giết hắn. Anh nên nhớ rằng hiện tại bản thân anh không biết vào tù giờ phút nào. Anh không còn tự bảo đảm được cá nhân anh thì đừng bày song sắc trước mắt tôi. Nghĩa là em không giúp tôi à? Đã từ 7 năm nay rồi. Từ cái vụ... Đừng nói nữa. Mạnh này lo. Dĩ nhiên. Bây giờ em muốn gì? Nói ngay đi. Bà sắp về. Bà nào? Vợ anh hả? Có hại gì đâu. Đã đến đây rồi thì tại sao em lại sợ? Mà nếu anh sợ thì càng dễ dàng cho việc của em chứ sao. Em muốn gì nói ngay đi. Tiền. Bao nhiêu? 30.000, 2 tháng phụ cấp. Trời ơi, lộn xộn một thế này, anh đã mất sợ, làm gì có tiền? Tôi đâu cần biết. Vì tiền tôi hưởng đâu phải lấy trong tiền lương của anh, mà là tiền quê hồng trong cái quê lợi của cái gia tài mà anh đang hưởng. Chính nhờ cái con Bích Phượng này mà anh có. Nín đi. Em biết là hiện nay em đang ở đâu không? Đang ở nhà anh. Đúng hơn là trong nhà của cô Ngọc Tuyền, vợ của bạn anh mà anh đã cướp. Tôi biết và nhớ rõ như vậy là vì chỉ có nơi này là tôi mới được nợ của anh thiếu mà thôi. Cô muốn làm tiền tôi phải không? Muốn gọi là làm tiền hay một danh từ gì khác cũng được. Nếu không có tiền cho tôi ngay, tôi sẽ nói cho cô Ngọc Tuyền biết tất cả sự thật bí ổi của anh. Cô coi chừng, tôi sẽ cho cô vào tù trước khi cô có thể nói chuyện xấu của tôi. Cô nên nhớ, cô cũng không tốt lành gì đâu. Tôi đâu chối cãi điều đó. Nhưng tôi ngạc nhiên tại sao tới hôm nay mà anh còn dám hăm dọa người, mà kẻ bị hăm dọa lại là tôi. Tôi thách anh đó. Tốt lắm, đã nhắc ông điện thoại lên tai rồi thì gọi đi. Có nhớ số không? Cảnh sát, quân cảnh hay hiến binh? Tôi mà bị bắt thì là một dịp tốt để nhà chức trách biết tất cả tội ác của anh. Thật là khốn. Đời mà. Đúng, đời cũng cần có những kẻ khốn nạn để trị những bọn khốn nạn. Cầm đi. Đồ. Đồ gì? Đồ phụng điếm. Đồ phản bội. Đồ vẫn ân bội nghĩa. Thật tôi không ngờ cô lại phán tôi. Toan đặt điều du quan giá họa. Khi mặt tôi chỉ ra ân, dưỡng cứu trợ giùm cô. Anh mới chính là kẻ dông ân. Sớm quên lời khi chưa ước hẹn. Lúc được vào sang đã vội vàng trở mặt quay lưng. Vậy nè, cô đừng tưởng tôi thất thời rồi lại dối lên chân. Quyền thế của tôi mà phục hồi đó hả? Cô sẽ biết mặt cái thằng lương. Vậy thì tất cả hồ sơ
mà tôi đã bỏ công chuẩn bị sẽ được gửi tới cửa công tố cáo tội ác của anh. Khốn nạn, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Ông kìa, Minh, trời ơi, chuyện gì vậy Minh? Thưa bà là... Tôi tên Phượng, Bích Phượng, là gái nhảy, là một vũ nữ, bà biết không? Trời ơi, nói vậy, chồng tôi đã... Đã vay nợ của tôi. Và một khi đã là chủ nợ thì tôi là người gì, làm nghề hèn hạ gì đi nữa, tôi cũng có quyền của một người chủ nợ. Bà có muốn biết vì sao ông nhà nợ tôi không? Không phải là loại nợ chơi bời đâu. Mà trên thế gian có những tâm hồn luôn đen tối mịt mờ, dài mượn của nhau những món nợ không ngờ. Mà người như bà có thể nào hiểu được, vì tâm hồn bà quá đổi sáng trong. Bà chỉ cần biết rằng chồng bà đã vay mượn, và tôi phải, chính tôi là chủ nợ, tôi có quyền đòi ông ấy trả cho tôi. Bà nói thật sâu, thật tình tôi không hiểu được. Nhưng thôi, nếu đúng là chồng tôi vay nợ, chỉ cần anh xác nhận thì tôi trả. Bà đừng dông dài gây phiền phức cho nhau. Chuyện của riêng anh em để ý làm cái gì? Tôi vào nhà mặt anh giải quyết với bà ta. Nhưng hôm nay tôi cần sự có mặt của bà để tránh những điều lật lòng giang hoa. Thôi thôi, tôi van bà, tôi van bà. Anh nợ bà đây. Ông nói thiệt cho bà nghe hết đi, đừng để tôi phải nói. Mình nợ tất cả bao nhiêu? Vì sao mình phải vay nợ? Còn tiền lương của mình đâu? Trời ơi, té ra gia đình của mình đã mắc nợ rồi sao? Hồi còn có quyền hành thì áp phe này áp phe nọ, lại thêm ỷ quyền ỷ thế mà ăn hối lộ, mà hà hiếp cướp đoạt của cải người ta nên giàu tiền để phung phí. Đến chừng thất thủ rồi mà còn ra vẻ ta đây thì tất nhiên phải mắc nợ. Sao? Nợ của tôi bây giờ ông tính sao? Tôi có tiền đây, tôi xin trả thế cho chồng tôi. Được, tiền lời mỗi tháng là 15.000, hai tháng 30. Trời ơi, 30.000, trả đến bao giờ mới hết hả mình? Giấy tờ có đủ, bà cần xem, tôi đưa cho bà xem là biết chứ gì. Dân, xin bà cho tôi xem tất cả giấy nợ. À thôi 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 thôi, mình ơi, để anh lo, không còn bao nhiêu nữa đâu. Đây, tiền của bà. 15.000 đồng tháng rồi, còn tháng này? Đây, đây nè, đủ chưa? Bà ơi, bà cho tôi xin biên nhận. Thôi, khỏi khỏi khỏi. Cảm ơn. Chào ông, chào bà. Anh xin lỗi đã làm cho em buồn. Nếu lúc nãy không có em thì chắc anh sẽ ở tù vì tội sát nhân rồi. Đã mắc nợ người ta mà tại sao mình còn hành hung người ta như vậy? Nó ý làm chủ nợ rồi sỉ nhục anh, anh làm sao chịu nổi? Hễ mắc nợ người ta mà không trả được, người ta nặng nhẹ mình phải chịu mình à. Mình, em biết lâu nay mình đã lo cho mẹ con em nhiều lắm, nên vừa thầm tâm em vẫn luôn ghi đậm ân này, từng phút từng giây cứ mãi đông. Trời cho em cơ hội để em đáp đền bao
giờ đây chúng ta đã là chồng vợ. Săn sóc vợ con là bổn phận người chồng. Nhưng mẹ con em là đôi gánh nặng quằn. Mình 10 năm dài mình đã làm một con đò trôi giữa dòng sông, chuyên chở ân tình biển rộng sóng sâu. Mà chữ thân tình thì có ràng buộc gì ở đâu. Tuyền đã sống cùng nhau, con của em anh xem như con ruột của mình. Hoàng với anh lại là thân thiết. Đừng nghĩ chuyện thiệt thòi làm cho mất hẳn niềm vui. Mình à. Thôi em đừng có buồn nữa, đi ngủ cho khỏe. Anh đến ông Tám xem việc của anh ra làm sao, rồi anh sẽ về ngay. Còn bao nhiêu tiền đó đưa cho anh xài đỡ coi. À, tiền này em mới hốt hụi để lo tiền trường cho con Thủy, tiền gạo tháng này, và còn đóng hụi cho bà Phủ. Vài hôm nữa rồi trang trải cũng được vậy. Câu chuyện của anh là chuyện gấp. Dạ. Ừ. Thủy à. Dạ. Con xuống ngó chừng nhà, mẹ đi lại bà Phủ một chút. Dạ. Ơ, mẹ à, mẹ có bệnh gì không? Dường như mẹ thất sắc. À, không, mẹ vừa bị chóng mặt, nhưng hết rồi, không có sao đâu. Có ai tới quan liệu tiếp chuyện với người ta rồi mẹ sẽ quay về. Dạ. Trịnh Lương, thằng bạn học cũ của tôi bây giờ đã là chồng của vợ tôi. Ông kia, ông lục lạo gì đó? Ông là ai? Tại sao vào nhà người ta mà không bấm chuông gọi cửa? Tôi đi tìm bà Tư người ở. Ở đây không có bà Tư người ở nào cả. Vả lại, nếu có thì người ta cũng ở dưới nhà sau hoặc nhà bếp. Còn đây là nhà trên, là phòng khách. Ông đừng có bịa chuyện vu vơ. Ông vừa lục lạo tìm kiếm cái gì đó. Thưa cô, bà chủ có ở nhà không cô? Bà má tôi đi vắng cả rồi. Ông muốn hỏi gì? Tôi... Ông lẻn vào đây để ăn trộm phải không? Không, tôi... Ông im đi. Tôi biết rồi. Và tôi đã bắt gặp tại trận. Ông không còn làm ăn gì ở đây được nữa đâu. Ông hãy đi đi. Đi ra khỏi nhà này ngay đi. Ở nhà tôi chỉ có một mình. Mà tôi là con gái. Ông không chịu đi hả? Tôi la lên cho cảnh sát bắt ông bây giờ đó. Cô à, ông đi không? Không, tôi bớ người ta ăn trộm. Thủy. Sao ông biết tên tôi? Bà bác là bác của cháu đây mà. Bác? Tôi không có một người bác nào hết. Nè, nếu vào đây ăn trộm, đã lỡ bị tôi bắt gặp rồi thì ông cứ đi đi, tôi tha cho ông đó. Chứ ông đừng có xảo trá với tôi vô ích. Con... Ông không được gọi tôi bằng con. Cái hạng người hèn hạ như ông khó mà có được đứa con như tôi lắm.
Dân, tôi mà có được một đứa con như cô và được gần gũi nó từ thuở còn thơ đến lúc trưởng thành thì là một điều vạn hạnh. Nhưng rủi thai cho kẻ có sanh mà không có dưỡng, nên tánh tình của con tôi đã làm cho tôi xấu hổ với họ hàng. Ông nói cái gì lạ vậy? Tôi có phải là con của ông đâu. Xin cô thứ lỗi, vì nhìn cô mà tôi nhớ tới con gái của tôi. Con gái của tôi cũng độ trăng tròn, mà tôi đã xa nó từ hồi còn bé bỏng. Vì chiến tranh, tôi phải gửi nó lại cho một gia đình giàu sang nuôi dưỡng. Chừng tới thăm, nó cũng nghi tôi là một tên ăn trộm. Nó cũng miệt thị tôi như một kẻ bạch đinh khốn nạn trên đời. Ông kia, bộ ông tính nói xa nói gần để chửi vào đầu tôi đó có phải không? Không, tôi mắng cô đi làm gì khi tôi xem cô như con gái của tôi. Tôi nói đây là vì tôi thương. Con nhạn lạc bay mỏi tiếng gào sương, mà trời cao chẳng xót như thương. Lại đoạn đành dãy đồng cuồng phong, cho nhạn kia lỡ hồi tương phùng. Ôi cuộc đời là biển sầu sông lệ, nào ai chẳng khổ lụy cho bạn đàn thương. Dường như ông luyện tiếng một trời hạnh phúc vỡ tan, hay là ông quán thang số kiếp cô đơn dành riêng cho kẻ bạc phần. Mong tương phùng tôi dệt bằng hoa gấm, đường về quê lót bằng châu ngọc, vậy mà tan như bọt nước đầu gạch. Thôi đành riêng khổ cho ai được yên lành, thân nghi con nhạn lạc đàn lại ra ngoài gió sương. Nghe ông than thở tôi thấy thương ông, nhưng mà gia đình vợ con của ông ở đâu? Ở Sài Gòn này, ba má cháu biết rõ mà. Nói vậy ông có quen với ba má cháu thiệt sao? Bác là bác của cháu đây mà, bác lâu nay đi làm ăn xa. Sao cháu không nghe ba má cháu nói? Thủy à, hồi ba bác ở đây cháu còn nhỏ lắm, cháu mới đi học lớp 5. Ba của cháu làm giáo sư, mỗi buổi còn đưa cháu đến trường. À, cháu còn đi học không? Dạ, cháu vẫn đi học. Cuối niên khóa này cháu thi tú tài phần 1 rồi. Giỏi quá, ráng học nghe cháu. Còn nhỏ ráng mà học hành, đừng bắt chước theo các đợt sống mới bây giờ, sau này cháu sẽ khổ đó. Còn cái ảnh này sao không giống ba của cháu? Dạ, đó là ba sao của cháu á. Thảo nào, nãy giờ bác nhìn hoài mà không biết ảnh của ai. Ba ruột của cháu tên Hoàng. Dạ đúng, trong khai sinh của cháu cũng đề cha là Nguyễn Hoàng. Và cháu còn nhớ hồi nhỏ nha, ba ruột của cháu hả thương cháu lắm. Ba thường nói á, cháu là viên ngọc lưu ly của nhà họ Nguyễn, nên phải được tân tiêu triệu mến.
cháu muốn gì ba cũng sẵn sàng cho. Ba mua đồ chơi cho cháu thiệt là nhiều á. Đêm nào không dẫn đi đi đê thì ở nhà ba kể chuyện đời xưa không hả? Ba, ba còn nhớ khi cháu vừa đi học, mới tháng đầu cháu đã chiếm hạng cao. Ba thưởng cho cháu một chiếc áo đầm. Con reo mừng ôm cổ ba mà hôn. Rồi ba dắt cháu đi ăn nhà hàng, có ca nhạc tưng bừng thật là vui. Nhưng ba ruột của cháu ở đâu mà bây giờ cháu gọi người trong ảnh kia là ba? Dạ ba ruột của cháu chết rồi bác à. Ba cháu đã chết. Cháu nhớ hồi cháu còn nhỏ lắm, giữa một đêm mưa trời gầm sấm động, một toán lính Tây tràn vào nhà tìm ba đánh đập, rồi dẫn ba cháu đi. Khi qua hôm sau họ bảo rằng ba con vượt ngục nên đã bị bắn chết ở sông Nhà Bè. Giữa lúc mẹ cháu và cháu khóc thương ba và kêu trời thảm thiết. Phải, ba cháu đã chết rồi. Dạ, ba cháu chết mà không tìm được xác, không có đám đưa ma, không một lời tóc biệt của bạn bè. Ba cháu chết mà không để lại một nấm mồ cho con cháu ngày sau nhớ tới ba mà thấm mà riêng. Ba cháu chết để lại vợ con trên đời như chiếc thuyền nan giữa cơn bão tố quay. Buổi hay tình ba cháu từ biệt cõi đời, mẹ về nhà như người loạn trí, bệnh hoạn thường và cứ than khóc triền miên. Mẹ lập bàn thờ của ba rồi hôn sớm đèn nhang. Còn cháu, mỗi lần cháu nhớ ba, cháu buồn, cháu hỏi mẹ thì mẹ ôm cháu vào lòng mà khóc mà than cho lệ lụy đắng trong. Dù sao mẹ của cháu cũng rất mực chung tình, còn cháu, cháu vẫn nhớ vẫn thương người cha ruột thịt. Nhưng mẹ của cháu đã tái giá hồi nào? Dạ, chừng 5-6 năm nay bác à. Nhưng chị cũng yên bề, cháu và mẹ cháu vẫn sống yên vui hạnh phúc. Tai họa năm xưa chị đổ trút vào hoàng, như định mệnh chị sẵn dành cho kẻ vô phước bạc phần. Nếu ba của cháu mà còn sống trở về đây, chắc người cũng sẽ vui lây mà không trách phiền mẹ cháu. Bởi vì bất cứ một người đàn bà nào sao tấm lòng chung thủy, họ cũng còn có nhiệm vụ, đã làm mẹ thì họ phải thương con. Thôi thì bác cầu chúc cho gia đình cháu được hạnh phúc vẹn toàn. Ngọc Thủy, bác hỏi điều này, cháu nói thật cho bác nghe nha. Dạ. Ba sao đối xử với mẹ cháu có toàn vẹn là người chồng tốt không? Thưa ba, dù là kẻ đến sau, nhưng với mẹ thì ba con
một dạ chung tình. Năm sáu năm qua đã sống trong cảnh yên lành. Hồi ba ruột của cháu chết rồi, mẹ của cháu buồn đau mà trở thành một người đàn bà bất lực. Nếu không có ba sao của cháu trợ giúp thì không biết gia đình này sẽ ra sao. Đến chừng mãn tang ba, người mới tới khẩn cầu được về chung sống. Và mẹ của cháu mới tìm ra ánh sáng nên vui tươi xây lại cuộc sống vợ chồng. Như vậy là mẹ cháu tìm đã được hạnh phúc bên chồng mới. Và hạnh phúc ấy vẫn bền cho đến ngày nay. Phải, cho đến ngày nay vẫn còn. Còn phần của cháu, ba sao đối xử như thế nào? Có tốt không? Đối với cháu thì ba sao thật tâm yêu mến như tình yêu của bất cứ một người cha ruột nào tốt nhất đối với một người con. Ba cháu gửi cháu vào học ở một trường Tây sang trọng. Ba mai sắm cho cháu chứng diện để xứng đáng là một cô gái sống trong nếp sống của bậc thượng lưu. Nói đúng ra cháu là một người con được mọi sự luôn chiều. Bác ơi bác, cháu còn nhỏ lắm, chưa biết những bí ẩn của tình đời. Nếu ba ruột của cháu thật sự đã chết rồi thì người kế phụ này thừa tư cách một người cha. Nếu như vậy thì ngày về ta chỉ là con số không. Bác, bác vừa nói gì? Kìa, tại sao bác khóc? Bác tội nghiệp, tội nghiệp cho ba ruột của cháu. Thủy à, Thủy, ra phụ với mẹ đỡ ba con vào nè. Ý, mẹ đã về, có ba nữa. Bác ơi bác ngồi chơi nha, để cháu chạy ra nói cho mẹ cháu hay. Mẹ ơi, có bác Hai tới thăm nè. Bác Hai ngồi chờ ba với mẹ trong nhà đó. Bác Hai nào? Mẹ vô gặp thì biết liền hà. Bác Hai nào đâu? Ủa, bác đi đâu rồi? Bác ơi, bác con ơi. À, không có người bác nào cả. Con coi chừng bọn lưu manh trộm đạo lừa dối con đó. Không có đâu mẹ à, ông mới ở đây mà. Ơ, ăn trộm. Thủy, đừng rượt theo, nguy hiểm con. Thiệt là khốn nạn mà. Ăn trộm vào nhà bị con bắt quả tang mà còn lừa dối con được nữa. Con tức quá mẹ à. Thôi đi, ở Sài Gòn này con đừng tin ai cả. Bọn lưu manh có trăm ngàn kế để lừa gạt mình. Con tức quá đi à. Ai nói ai lưu manh, ai lừa gạt? Thủy. Dạ. Làm cái gì khóc đó hả? Dạ đâu có gì đâu bà. Tao đi lo công chuyện mà bị cái bộ mặt trù ẻo của mày trù tao ở nhà. Là tao không thất bại sao được? Mình nhà mới bị ăn cắp, con nó buồn. Ăn trộm hả? Nó vô nhà này nó để ăn trộm cái gì? Chỉ còn có con gái của bà là quý thôi. Chắc nó định bắt cóc con gái của bà. Bắt đâu không bắt đi cho nó khuất mắt đi. Ba. Thủy, thôi, ba con say rượu. Con đi lấy khăn nóng cho mẹ. Đi đi. Không cần. Dẹp thì dẹp hết đi. Ta không có say rượu đâu. Rượu đâu? Đem ra đây cho tao coi.
Mình à, mình uống đã nhiều rồi. Dù buồn gì đi nữa, mình cũng nên nghĩ đến sức khỏe của mình chứ. Đêm tàu uống, uống rượu say chết cho khỏe thân. Tôi buồn quá mà, tôi khổ quá mà. Bao nhiêu công lao khó nhọc, bao nhiêu cái danh dự và sự nghiệp tiêu tan hết rồi. Mình còn gì nữa? Tao biết thân tao chỉ là người dưng, đâu ràng buộc chi với mẹ con mày, nên người nào cũng khinh thường tao hết á. Tao uống mặc tình, tao chết kệ thân tao. Mình đã quá sai, em có bao giờ khinh thị mình đâu. Cả con của mình cũng một dạ kính yêu. Ít lỗi gì đâu, tao đã thất thế rồi, nên tất cả mọi người đều khinh bỉ lánh xa. Mình à, thôi bỏ hết đi mình, đừng có buồn nữa. Mình còn có em, còn có Ngọc Thủy. Có bà, có con Thủy rồi được cái gì? Phải nghe lời tôi, gả con Thủy cho người ta. Mấy tháng trước có thì bây giờ có phải đỡ cho tôi nhiều không? Mình cũng hiểu, việc vợ chồng là hệ trọng, và tình yêu là cả cuộc đời. Thì mình đâu nỡ bắt ép con. Vả lại con Thủy nó có học, nó đủ trí khôn. Thôi im đi. Đủ trí khôn gì? Bà biết nó yêu ai không? Nó đã yêu cái thằng Tấn. Hả? Thằng Tấn? Cái thằng chẳng có ra gì, cái thằng đã bắn chết cha của nó hồi trước. Bà vừa nói gì? Hỏi con gái mẹ của mày thì biết chứ. Mẹ, có phải như vậy không mẹ? Có phải như vậy không mẹ? Có phải con là người bạc phước nhất trần gian, nên trời cao mới tạo cánh cơ cầu cho cuộc đời thêm chuyện bể dâu? Nói thật cho nó biết đi, đứng đó khóc cái gì hả? Mẹ, trái tim con đang nghẹn từng cơn. Sao mẹ lặng im mà ngấn lệ tuôn trào? Mẹ nói cho con biết đi mẹ, hãy cho con biết rõ nguồn cơn. Có phải người con đang tính chuyện vợ chồng lại chính là người đã giết cha con? Con ơi, mẹ sợ câu trả lời sẽ tạo cho con cả một bầu trời giông bão. Khi người đã giết ba con cũng chính là kẻ mà con đang trao gửi. Mẹ cũng đang nghe đau nhói tim mình. Đó là những ngày ta cũng nơi lao liên,
mẹ con mình đang sống cạnh bờ vực. Mẹ đã lo lắng khắp nơi, mong cứu ba con khỏi tù đài giam hầm. Nhưng lúc cầm được lệnh thả trong tay thì cũng là lúc ba con bị người ta nổ phát súng đoạn trường. Và người nổ phát súng đó là anh Tâm. Phải, nó bảo vì ba con vượt ngục nên buộc nó phải nổ súng giết ba con. Tại sao lâu nay mẹ không nói cho con biết? Mẹ không muốn khơi lại vết thương xưa, và mẹ cũng đâu biết là con đã yêu cậu Tính. Trời ơi, trời ơi, tôi có làm chi nên tội mà đặt để đời tôi vào nghịch cảnh trái ngang. Ba ơi, nếu ba có linh thiêng, xin ba hãy tha thứ cho lỗi lầm của đứa con khờ dại. Trong khi ba riêng mang niềm uất hận thì con lại yêu thương ngài chính kẻ thù. Thủy ơi, mẹ không muốn con nặng mang thù hận, vì dù sao thì chuyện cũng qua. Mong con đừng nên tuyệt vọng khi mối tình đầu sớm vội ly tan. Mẹ, mẹ có hiểu cho lòng con trong lúc này không mẹ? Ba ơi, tại sao cuộc đời con lại khổ như vậy hả ba? Con biết phải làm sao đây, con biết phải làm sao đây giữa tình yêu và thù hận. Thủy, con không muốn biết, con không muốn biết gì nữa hết mẹ ơi. Thủy, con của mẹ, mẹ con. Thank you.
cô. Ý trời ơi, cái thằng cha ách phích này nè, làm người ta hết hồn hả? Tội quá mà cô, cái kêu người ta ách phích xuống quẩy quá chừng. Cái tên ách phích khai tử lâu rồi, cô đừng có nhạo tôi, đuổi bị lâu thôi. Tôi chửi mắt tôi à, cái dân cờ bạc gặp mặt tôi là mạc à. Còn coi 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 tay gặp ách phích thì buồn ngay à. Chứ còn gì nữa, cái tên ách phích tai họa quá chừng. Có ai không ngang cái mặt dây sờ mà mày. Ai mà gặp ông không bị mang gông cũng bị lòng đông. Cô đừng có nói vậy, tôi đâu còn làm mày. Từ mấy năm nay tôi làm phải quá tay. Nói thiệt chứ cô đừng kêu ách phích nữa nha. Mấy năm nay tôi đạp xe ba bánh, cô kêu tôi thằng phích đạp xe ba bánh là đủ rồi. Công việc tôi nhờ ông đã xong cả chưa? Hoàn toàn như ý. Chà, cái thằng tấn lính của tôi bây giờ nó làm tới trung quý rồi. Tôi gặp nó mừng quá, nó coi thơ cô liền à. Còn thơ kia, ông có gặp cô bé đó không? Trời ơi, cô bảo tôi bỏ nhà giấy thép mà. Cô đâu có dặn tôi gặp hồi nào đâu. Cả cái thơ của bà giáo nữa, tôi cũng bỏ nhà giấy thép luôn à. Ờ, vậy thì tốt. Chứ nếu ông tới gặp cô ta với bà giáo á thì ông hết xài. Cô già vậy chắc còn xài hoài cô ơi. Ừ, bộ râu của ông á còn tốt lắm á. Ủa, cái phòng này bây giờ bộ có ai mướn rồi sao? Cho mướn mấy tháng nay rồi. Già chắc cậu nào bánh trai lắm phải không? Bánh trai lắm mới được cô cho ở cái phòng có cái cửa thông qua lò sát sinh. Ông làm như vũ nữ nào cũng mê trai tơ hết vậy đó. Tôi biết cái sách nghề nghiệp quá mà cô. Tôi nói cho ông biết, người mướn phòng này lớn tuổi rồi, đúng đắn và có học thức nữa. Mấy tháng nay chờ đợi đi gặp ông đó. Ông đó là ai? Ông giáo sư Nguyễn Hoàng. Giáo sư Nguyễn Hoàng? Tôi đâu có quen biết gì đâu. Sao lại không quen? Ông giáo sư Nguyễn Hoàng mà hồi năm 1946 ông ra lệnh cho cậu Tấn bắn chết ở sông Nhà Bè đó mà. Hả? Trời, cô giỡn hả cô Phượng? Đừng có giỡn nha. Nói thiệt á chứ. Không biết làm sao mà ông còn sống. Thôi 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 thôi, tôi không ngừa cái chuyện mà ma quỷ hiện hồn ở đâu được. Giỡn cái chuyện đó nghe chưa? Thôi nha. Nói vậy chứ ông giáo Hoàng đâu có bị bắn. Hồi đó cậu Tấn bắn chị Thiên lấy cớ thôi. Hả? Để cứu ổng rồi ổng đi xa. Chưa đến bây giờ ông trở lại Sài Gòn và quyết lòng đòi lại đứa con. Nhưng ông muốn thanh toán riêng trong gia đình và cần có chúng mình làm nhân chứng cho dễ dàng khỏi kiện cao lỗi thôi. Ông nhờ tôi nói lại với ông, nếu ông nhận chịu tốn hao không màng. Nè, cô hồn khăm lớn kêu tụi mình, nếu chuyện này mà kiện cao lâu thôi, chỉ cho khỏi liên lụy đến hai đứa mình. Tội đồng lõa chạy trời không thoát, tôi ở tù cô cũng rụt cái xương không. Chẳng khi nào chịu làm chứng đâu, rủi ai mà hạch hỏi á, tôi chối liền. Ấy, sao mà sợ sệt quá vậy? Ông mà không chịu làm chứng chừng tại quầy ông cũng bị tội. Thật vậy? Mà tội nặng nữa. Vậy thì cô giết hại đời tư của tôi rồi. Trời ơi trời. Ông giáo hoàng về đó. Hả? Đi đi. Đi qua nhà tôi mau. Đi, 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 đi. Sợ. Ngà ngọc nào giúp mình thế này? Không lẽ những chuyện huyền thoại ngày xưa bây giờ có thật ở đất Sài Gòn? Lạ thật. Không lẽ là bà chủ nhà? Dạ chào giáo sư. Dạ chào bà chủ. Mời vào. Cảm ơn. Dạ mời bà chủ. Bà đi nghỉ mát ở Đà Lạt mới về đó à? Đà Lạt dạo này chắc vui lắm phải không bà? Trên ấy thì yên tĩnh, chứ vui đâu bằng Sài Gòn. Mời bà ngồi. À, hôm nay đã lố bao nhiêu ngày tiền nhà rồi? Tiện đây để tôi gửi luôn cho bà. Không, tôi chỉ qua thăm ông vì tôi ở Đà Lạt cả tháng mới về, chứ đâu phải mỗi lần qua đây là đòi tiền nhà. Mà ông lại trao đến cho ai?
những lời lành tựa giá băng làm cho trái tim tôi thêm chặn nỗi niềm băn khoăn. Những hoàng hôn Đà Lạt phố sương mờ, tôi đã lang thang trên đồi vắng một mình trong cái vắng lạnh của tâm hồn. Tôi nghe có chút gì nhớ thương. Chuyện riêng tư thầm kín của riêng bà tôi thật tình không biết được, và cũng không muốn biết làm gì, vì chúng ta có ràng buộc gì đâu. Tôi đến đây như một người ở trọ, nhưng tôi dành cho ông sự quan tâm. Vậy mà ông cho rằng tôi đòi nợ khi tôi đến để thăm ông. Nghĩ quấy, tôi chỉ nói rằng nhận tiền thôi. Chà, nhà này chắc có ma quá bà chủ à. Vậy à, có phá phách gì không ông? Không, nhưng mà sao kỳ quá. Nhà có ma nhưng mà không bị phá, tức là hợp với người ta. Người ta sẽ giúp cho ông giáo, không chừng ông giáo sẽ mau vào và tìm lại được hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên lắm, cách tuần nay hình như có một bàn tay ngà ngọc nào á. Ở đây ông giáo có cảm thấy chật chội lắm không? Vừa đủ lắm bà, chỉ có một mình chứ còn ai nữa đâu mà sợ chật. Không lẽ cần có chỗ cho ma ở? À không, tôi muốn nói ông làm giáo sư có nhiều bạn bè, khách khứa và học trò đến thăm thường. Tôi ngại rằng không có chỗ tiếp khách. À, cũng có thể. Đây, ông cầm lấy chìa khóa này. Tôi ít khi có ở nhà, vả lại lúc này tôi đau thường, không tiếp ai cả. Tôi nhường ông sử dụng phòng khách lớn của tôi, cánh cửa kia ăn thông qua phòng khách ấy. Tôi cảm ơn bà chủ nhiều, nhưng sao ông từ chối vậy? Cả ngôi nhà rộng lớn này là của tôi, tôi làm chủ và chỉ có một mình tôi ở mà thôi. Tôi muốn nhường bớt lại cho ông, hay nếu ông bằng lòng, cả gia sản của tôi có thể là của ông cũng được kia mà. Thưa bà, tôi không dám. Vâng, cũng chỉ vì có một mình bà mà tôi không dám. Tôi biết, tôi không hy vọng được ông yêu, dù chỉ là một phút yêu tạm bợ. Thưa bà, tôi không hiểu bà là... Là ma đối với cái nhà này. Bà chủ nhà vui tánh quá. Còn đối với xã hội, tôi là vũ nữ, hay nói rõ hơn là một con điếm hạng sang. Nghề của tôi đã đập đổ những kẻ có tiền, nhưng tôi thấy ông là người đàn ông tốt, một người có lối xử thế đẹp nhất, một người chồng khó kiếm trên đời này. Tôi muốn dâng cả cho ông. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng xin bà cho phép tôi được chối từ. Tôi cho ông không nhận, vậy thì bây giờ tôi cướp đoạt của ông. Bà vui tánh quá, bà nói đùa cho vui chứ tôi có gì đâu để cho bà cướp đoạt. Tôi nói thật, tôi sẽ cướp đoạt 40.000 thuế chân tiền của ông. Hả? Số tiền thuế chân à? Vâng, từ ngày mai ông phải dọn khỏi căn nhà này. Sao? Bà định gì đấy? Luật pháp không tha thứ hành động ấy đâu. Luật pháp à? Tôi chỉ làm giấy cho ông giáo sư Ngọc, Dương Văn Ngọc thuê nhà, chứ tôi đâu có làm giấy với ông giáo sư Nguyễn Hoàng. Hả? Bà chủ. Tôi biết chắc, nếu chuyện sử dụng một cái tên giả của ông không bị truy tố, ông cũng không dám đòi số bạc mà tôi sắp sang đoạt của ông. Ông là một người tốt, hiền hòa, hiếm có. Nhưng giữa cái tốt, cái hiền hòa trong con người của ông có một sự yếu hèn, bạc nhược. Vì vậy cho nên cuộc đời ông luôn gặp bao hoạn nạn, phải xa vợ xa con,
và sống cảnh lang thang cũng vì quá cả tin, nên ông đã lầm tin tên Phan Bằng rồi phải đổi họ thay tên mà chưa tin cơn mê. Bà đang nói những điều vô cùng xa lạ với tôi, phải chăng bà đã hiểu lầm về một ai đó mà thôi? Tôi đang nói chuyện của ông, và điều tôi nói hoàn toàn sự thật. Nguyễn Hoàng là một kẻ vô tâm và bạc nhược, ông biết không? Thưa bà, dường như bà đã quá lời với tôi. Tại sao bà lại đem tôi ra mà nói gì với cái tên Nguyễn Hoàng? Ông Hoàng à, ông đừng có dối lòng mình. Tôi nhắc lại là ông hèn lắm. Cả lâu đài hạnh phúc của ông bị mất, vợ ông, con ông, gia sản của ông bị kẻ khác cướp đoạt mà ông không dám đòi lại, có phải là ông hèn không? Bà đã lầm, tôi đã không hèn như bà tưởng. Trái lại, tôi tự hào với quyết định của tôi. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của những người tôi yêu mến. Nghĩa là ông tự nhận mình là kẻ cho vay hạnh phúc. Cho vay hạnh phúc để rồi ông được hưởng lợi gì? Tôi hiểu quyền lợi của tôi. Không, ông là người trí thức, nhưng tôi chê ông không hiểu gì cả. Ông chỉ là người trí thức với sử sách, còn chuyện đời với từng tuổi ấy, ông còn mang bộ óc của một con bò. Sao bà nhục mạ tôi? Bởi vì ông nhu nhược không biết tự lực đấu tranh bảo vệ cái của mình trước sự áp bức. Bởi vì ông không biết có vợ đẹp phải coi chừng bạn hữu, có của cải phải đề phòng thân nhân. Bởi vì ông không biết cách thương vợ thương con. Ông Hoàng, tôi đã giúp cho ông thấy cái lời của một vụ cho vay hạnh phúc rồi đó. Bây giờ tôi sẽ giúp ông đòi lại cái vốn của ông. Tôi sẽ giúp ông bắt buộc người đàn ông kia phải trả lại vợ con và tài sản cho ông. Tại sao bà định làm việc đó? Vì ông là một người chồng tốt. Tại vì tôi mến ông, tôi sẵn sàng hy sinh cho ông. Không, thưa bà, tương trợ là một đức tánh tốt của con người, hy sinh cho kẻ khác là một hành động quý. Nhưng bà nên nhớ rằng, tương trợ nâng đỡ, lo lắng hay hy sinh làm một việc gì cho người mà bản thân người đó không biết lo cho họ thì vô nghĩa lắm. Đừng nên nhúng tay vào việc gì mà người hưởng thụ không cần mình giúp. Đã nói là hy sinh thì kẻ hy sinh không có gì quyền lợi của họ. Tôi tố cáo tên Trịnh Lương để gia đình ông trở về của ông. Không, Trịnh Lương là bạn của tôi, nhưng là kẻ thù của tôi. Là người chồng bạc nghĩa đã cưỡng ép cha tôi để chiếm lấy tôi, đã dùng hết tuổi hoa niên của tôi rồi quăng tôi vào chỗ ăn chơi làm một món hàng, là một cái mái trải tiền cho hắn. Đó là hiềm thù riêng của bà, bà tự lo liệu lấy. Tại sao bà mưu định kéo tôi vào việc ấy làm gì? Ông Hoàng à, nhờ một việc làm, hay đúng hơn là một sự thỏa thuận mà tôi thoát xa hắn được. Ông có thể hoài nghi tôi, vì dưới mắt ông tôi là kẻ ban nhan sắc nụ cười để tìm đường mưu sinh. Một người hèn hạ trong đời, một người không sợ nghiệp tài ba, tránh danh cuộc sống bờn nhơ bằng bao thủ đoạn đê hèn, bằng phản bội lòng tin. Nhưng khi tôi bị người phản bội, bị người chà đá, tôi biết quán hận căm thù, tìm phương rửa hận mà thôi. Nếu bà muốn ra tay rửa hận
sao lỗi thêm dịp của người. Tôi đã hiểu rõ ý của bà rồi, đừng hòng lợi dụng được tôi. Tôi cho ông biết, 10 năm về trước, chính Trịnh Lương đã sắp đặt giết ông. Vô lý, vô lý. Ông có quyền không tin tôi, nhưng chính tôi, chính tôi đã tiếp tay cho Trịnh Lương. Thôi, bà đừng nói nữa. Bà đừng đặt điều cho tôi căm tức mà nhúng tay giúp bà trả thù riêng. Bà im đi, bà im đi, bà nghe chưa? Đây, ông hãy xem, xem những vết thẹo ở trên cổ của tôi đây nè. Sao mới hay tin ông còn sống và đã trở về? Trịnh Lương mới bàn mưu giết ông một lần nữa mà tôi từ chối. Sau khi tôi đòi hỏi hắn những quyền lợi cuối cùng của tôi, hắn đã nhẫn tâm ám sát tôi, rồi lôi thân xác lõa lồ quắn ngoài đồng vắng. Nhưng trời chưa nở hại người đã hồi tâm phục thiện, nên đã có người cứu tôi và đem về bệnh viện Đô Thành. Khi tỉnh ra thì tim tôi chồng chất nỗi thù hằn. Nếu dối vàng nhờ luật pháp thì tôi cũng là tội đồ sẽ bị liên can. Vả lại tôi chợt nghĩ tới ông, nghĩ tới một gia đình vì sự tòng mưu của tôi mà tan nát, nên tôi cố gắng tìm về giúp đỡ ông cho lương tâm tôi khuấy qua một đôi phần. Thưa bà, một lần nữa tôi gian bà hãy câm miệng lại. Bà đừng nói nhân nói đạo, bà đừng đặt điều dối trá nữa. Trịnh Lương là bạn của tôi, anh ấy sống tán tận lương tâm. Bà đừng vì thù riêng mà buộc tôi phải lỗi đau với một người bạn từng đồng cam cộng khổ thuở xuân thời. Bạn của tôi, anh đã giúp vợ tôi qua trận bão đời, anh đã nuôi dưỡng và chiều chuộng con tôi, đã ban cho vợ tôi cả trời hạnh phúc. Ở đời lắm khi người ta sợ sự thật, nếu bà vừa nói sự thật tôi cũng không muốn tin. Nếu bà đã tổng mưu làm chuyện bạo tàn thì tất nhiên phải chịu quả báo nhãn tiền. Nhưng tôi muốn chuộc tội với lương tâm, với trời Phật, thì ông nghĩ thế nào? Tôi đã bảo rằng tôi không cần nghe. Những gì cần nói tôi đã nói, nghe hay không tùy ông. Tất cả chỉ có vậy. Chào ông. Bà chủ, không, vô lý, vô lý. Mình đã gặp Ngọc Thủy, con của mình vẫn vui tươi và sáng cả. Và con mình đã nói rằng vợ mình hạnh phúc bên Trịnh Lương. Vô lý, thật là vô lý mà. Thưa thầy, nhờ cô Bích Phượng cho biết em mới hay thầy đã về đây. Em lại thăm thầy. Cậu là ai? Là ai đây? Là Tấn.
thầy cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Vào đây. Vào đây. Dạ. Cả 10 năm nay em không có tin tức gì của thầy. Em lo ngại cho thầy quá. Sao ngày ấy rồi thầy lại bị bắt vì không có giấy tờ căn cước? Thầy sợ cái tên Nguyễn Hoàng sẽ liên lụy đến em, nên thầy chọn bừa cái tên Dương Văn Ngọc. Chẳng ngờ cái tên đó trùng hợp với cái tên của một người nguy hiểm nằm đầu sổ bìa đen của nhà nước Pháp, nên thầy bị đài. Từ ngày về, thầy có gặp cô và em Thủy chưa? Có gặp rồi. Nhưng tôi mới chỉ có gặp con tôi thôi. Ngày tôi bước vào nhà, nó tưởng tôi là một tên ăn trộm. Còn vợ tôi còn gặp chi nữa? Khi nàng đã sang ngang, sống sang giàu và yên vui hạnh phúc qua quê cát, thì đời đời vẫn ở bên gác ngọc lầu son. Lỗi cũng tại em, vì ngày xưa lẽ ra thương thầy thì phải thương cho trót, vậy mà em để cho thầy tan nát gia can. Tân ơi, dù sao cố 10 năm mà bây giờ em còn hận. Khi hiểu được nỗi quán tình mà lại sợ bảo quyền, em chẳng dám nói với con. Thôi em đừng nói nữa. Chuyện đã qua em tạm để cho nó qua đi. Nói ra bây giờ không có lợi gì, mà chỉ gieo thêm khổ sầu cho những người trong cuộc. À, chiều nay ông hiệu trưởng mời thầy dùng cơm. Em ở nhà chờ thầy một chút. Thầy đi từ chối với ông hiệu trưởng rồi sẽ về cùng em hàn huyên nhiều ha. Vâng. Đàn ông gì mà nhát gan vậy? Ủa, bộ cô ở chung nhà này sao? Nhà thì chung, mà ở thì riêng, cách biệt bởi cánh cửa kia. À, thầy tôi có dặn nói lại với cô rằng... Tôi đã nghe hết rồi. Tội nghiệp ông giáo quá. Người đàn ông xử thế như ông giáo mới là người đàn ông đẹp. Ngồi, cậu ngồi đi, để tôi về lấy nước cho cậu uống rồi bàn chuyện. Dạ, cảm ơn cô lắm. Dạ thưa ông, cho tôi hỏi thăm cô Bích Phượng. Kìa, Thủy. À, em
xin ông cho tôi gặp cô Bích Phượng. Thủy, sao hôm nay em xưng hô với anh kỳ cục vậy? Sao em biết nhà này mà tới? Cô Bích Phượng mời tôi tới. Tôi thương mẹ tôi, tôi muốn tìm hiểu chuyện lôi thôi của ba tôi, nên mới tới đây để gặp cô Bích Phượng. Chứ tôi không phải tới đây để gặp ông. Coi kìa. Xin lỗi, ông là người thế nào với cô Bích Phượng? Chỉ quen trong dịp tình cờ thôi. Hay nói rõ hơn, tôi là ân nhân của cổ. Cổ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Tôi không cần biết điều đó, mà cần biết nhà này của ông hay là của cô Bích Phượng. Không phải của cô Bích Phượng, mà cũng không phải của anh. Vậy chớ nhà của ai? Và ai đã ăn trộm ảnh của tôi đem để trong nhà này? Nhà này của... Nhưng sao em hằng học với anh vậy hả? Không biết. Sao mấy tháng này thư anh viết em không trả lời? Không biết. Thủy em, đừng, đừng gọi tôi bằng em. Ông đã giết ba tôi hồi trước, mà bây giờ ông còn toan lợi dụng tôi nữa. Ông là một con người điếu giả, tôi thù ông lắm. Thủy, chắc ba ghẻ của em đã nói như vậy. Mẹ tôi đã xác nhận điều đó, ông còn chối cãi gì nữa không? Ngọc Thủy, đó là một câu chuyện mà từ lâu anh vẫn mãi ngập ngừng không dám thốt, vì nó là một tiếng sét có thể làm rung chuyển bầu trời mặt đất. Khi em nghe một sự thật quá đau lòng, anh là một học sinh ngoan hiền của ba em hơn 10 năm về trước, nhưng anh nổ súng bắn thầy giữa ngồi tràn lan chiến cuộc. Vậy còn chối gì nữa? Anh bắn thầy gì phải thi hành mệnh lệnh của bề trên. Nhưng anh đã ông giải thoát ba tôi mà sau 10 năm trời biệt dạng, để mẹ tôi phải loạn cuồng và phải than khóc ngày đêm. Phải Thủy ơi, chỉ vì ba em, chỉ vì ba em còn biền biệt tâm nên suốt 9-10 năm trời anh mang chịu tiếng quan giết người thầy cũ mà không nói được nên lời. Anh cũng muốn quay lên cho xáo trộn dòng đời, nhưng trước muôn trùng bẫy rập cảm thấy mình chỉ là một cánh chim non. Rồi gia đình em vừa xảy ra tai biến, anh từng đến thăm cô, nhưng trong cơn tủi buồn và bởi có mặt ông Trịnh Lương nên cô chỉ xem anh là một tên học trò bội bạc. Còn gì nữa, học trò mà bắt thầy, mẹ tôi đối với anh như vậy là tốt rồi đó. Vậy mà anh còn tìm đến để lừa dối tôi. Bội phản? Không, làm sao anh có thể bội phản được một người cha kiến thức mà hình ảnh khắc ghi trong tim anh sâu đậm. Thầy nghiêm minh nhưng có một tình thương to rộng tở biển trời. Anh nhớ hồi đó còn đi học, anh thèm đọc quyển sách của ông hiệu trưởng.
anh mới lén vào phòng đánh cắp bị bắt được. Thầy giận rung lên đánh anh gãi thước. Thầy biết anh nghèo, thầy biết anh nghèo nên dắt về nhà trao cho một số bạc. Mà đôi mắt buồn lẽ cảm trào tuôn. Thôi, thanh minh đính chánh như vậy là đủ lắm rồi. Học trò biết ơn thầy như anh trên đời này thật là hiếm có. Tụi em, đừng, đừng gọi tôi bằng em. Và kể từ đây, tình cảm giữa tôi và anh chấm dứt. Chào anh Thủy Ngọc. Thủy em, em chớ nói câu đoạn ly tình cảm trong lúc cả bầu trời rực sáng đang hiện giữa hồn anh. 10 năm trường anh lo lắng cho cô và em, thương em từ hồi còn bé. Và bây giờ, bây giờ đã thực sự yêu em. Anh không còn sợ ông Định Lương nữa, bởi vì anh đã có quyền nói ra những bí ẩn của ngày xưa cô. Rồi một ngày nào đoàn tụ, cuộc lương duyên sẽ rộp nở hoa hồng. Cậu Tấn, cậu đừng tiếp tục dụ dỗ con gái tôi nữa. Cậu quên rằng cậu là kẻ thù của tôi, vì chính cậu đã giết chết cha của nó ngày trước sao? Bà lầm, bà lầm rồi. Bà giáo ơi, cậu Tấn đây chính là ân nhân của gia đình bà. Thưa bà, bà đừng vì thù oán mà âm mưu phá vỡ mọi sự yên tĩnh của gia đình tôi. Tôi đến đây để xin bà đừng làm con gái tôi khổ sở vì ngờ vực. Và tôi đến đây cũng để lại lục gian xin bà bãi nại cho anh Trịnh Lương, chồng tôi. Tôi bằng lòng chịu tất cả mọi phí tổn về thang thuốc và bồi thường thiệt hại cho bà. Nghĩa là bà bảo tôi khi ra đường lấy giấy bạc của bà đắp vào những vết thẹo quanh cổ tôi phải không? Bà lầm rồi. Đồng tiền có thể làm cho người xấu quên được cái kém nhan sắc của mình để mà yêu thương những ấm no thể xác. Đồng tiền có thể làm cho người ta vui lên hay nguội một cơn giận. Nhưng vì tiền có thể người ta làm những điều bạc ác, mà không biết rằng vì cái gia đình đồ sộ của bà ngày xưa mà ông giáo hoàng bị giết sao? Không, không phải như vậy. Tôi hiểu rõ hơn bà về cái chết của hoàng. Hoàng chết vì thời cuộc. Không, vì lòng tham lam, vì sự phản bội của Trịnh Lương. Vô lý, vì thù oán mà bà đặt điều vô quan cho ba tôi. Ngọc Thủy và cô lầm tin Trịnh Lương 10 năm rồi. Không, chúng tôi không lầm, chúng tôi không lầm. Cậu Tấn, bước lên nhà gọi ông Ách Phết xuống đây. Nè, các người đừng tưởng rằng sẽ gây được sự xáo trộn trong đầu óc tôi và gây nghi kỵ cho mẹ tôi nha. Còn gì phải nghi kỵ, mọi việc đã rõ ràng. Bà nên nhớ rằng tôi tin Trịnh Lương hơn tin bà. Nếu nói tin Trịnh Lương thì tôi mới là người tin hắn trước hơn ai, vì hắn đã là chồng tôi trước khi trở nên chồng bà. Bao nhiêu năm nghĩa tình chồng vợ là bấy nhiêu ngày tôi khóc hận. Vì thế mà tôi phải tự hôn sống riêng cho đến bây giờ. Bà đừng đặt điều vô quan và vui làm quen ngũ gia đình tôi để thỏa lòng hận quên. Chứng minh những lời kia tôi còn tờ hốt thơ giá thu và cả tờ
giờ. Thế là bà đã dội đêm quán kia thay gió nở tình. Có phải chẳng vì tiền hay vì bà ghen tức nên bà muốn làm cho gia đình tôi đảo điên điên đảo? Thưa bà, nếu chỉ vì tiền thôi thì cần chi mưu mô xảo trá. Vì tôi có sẵn tiền đây để xóa hận ngày xưa. Không, tôi là người đàn bà đã từng bán nụ cười khóe mắt, chứ chưa từng đem thù hận hay sự ăn năn ra mà bán để nhận lấy đồng tiền. Tôi thương gia đình bà, tôi cảm mến ông giáo hoàng là người đứng đắn. Vậy mà cũng như tôi, ông bà đều là nạn nhân của lòng tham và dục vọng. Thì làm sao mà mình tránh cho khỏi cảnh đau buồn? Thuở còn xuân xanh, tôi là một nữ sinh ngoan ngoãn dịu hiền. Mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ còn cha là một công chức cao niên. Bỗng nhiên cha tôi bị bắt, tôi kinh hoàng như cánh chim non giữa trời bão táp mưa sa. Trịnh Lương đã đến với tôi trong lúc đó, và khi ấy tin cha tôi vắng số thì tôi đã lỡ một cuộc sang thuyền. Cảm ơn sự thương hại của bà, nhưng bà nhớ cho rằng tôi là tôi, bà là bà, hoàn cảnh tôi khác, bà khác. Phải, có khác đường đi nước bước của Trịnh Lương, nhưng giống nhau ở âm mưu của hắn. Rồi sau đó, khi biết hắn lưu manh nhưng đã lỡ trao thân rồi, nên tôi đánh liều cuộc sống. Kẻ đã có chồng thì phải yêu chồng. Bến nước dù đốt dù trong, mình cám nhẫn lạnh. Tôi đã nổi lòng thù hận, mong chuộc lấy yêu đương, nhưng không, hắn đã rửa hết nhụy hương của một đóa hoa hạt tiêu, rồi quăng ban tâm thân liễu yêu của tôi vào nơi xa hoa trụy lạc của một thủ đô về đêm vang vang điệu nhạc loan cuồng. Tôi đã trưởng thành bởi thuyết hiện sinh của cái thế giới nước hoa và ánh đèn giáng sắc. Vì tôi hiểu quá rằng hành động bất lương xảo quyệt của hắn, nên hắn chẳng ngại ngùng mà kết liễu cuộc đời tôi. Hoàn cảnh cũng đáng thương và tội nghiệp, nhưng tôi và mẹ tôi không tin những lời của các người nói đâu. Đây, cô hãy xem quyển nhật ký này, rồi tin hay không tin tùy ý. Phòng này của ông giáo hoàng, ổng cũng sắp về đó. Nguyễn Hoàng kìa, tôn chữ của Nguyễn Hoàng, tôn chữ của ba con đây rồi. Thế ơi, Hoàng, anh Hoàng, ba, con, Thủy con, ba có thương con không ba? Ba thương con, ba nhớ con nhiều lắm. Ba ơi, ba
bà có tha thứ cho mẹ con không ba? Mẹ con không có lỗi gì cả. Ba vẫn cầu mong mẹ con được hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng tại sao ngày về ba chạy trốn, ba không muốn gặp mẹ con, để cho con phải lỗi đạo với đấng sanh thành, để cho con nguyền rủa ba là tên ăn trộm. Tại vì mẹ con đã có chồng, ba về với xác thân tiều tụy bần hàn. Ba không muốn khuấy động sự êm ấm của mẹ con và con khi hai người đang sống cuộc đời sang cả. Tuyền, mười mấy năm nay chắc em vẫn mạnh khỏe, cuộc sống của vợ chồng em chắc đẹp như vườn hoa nở rộ như ngày xuân. Mình có hiểu chăng? Nỗi lòng người sướng phụ nửa chừng xuân, ôm con thơ khóc đời. Từ ngày vào cuộc ly tâm cho đến khi lối đảo sang thuyền, nếu hiểu rằng mình còn sống thì em đã chặt già chờ đợi ai sao? Ôi giữa trùng dương dậy sông, con thuyền bé bồng chơi vơi. Cô trôi dạt về đâu, cũng là niềm vui kiêu hãnh được với đời. Ngày ba về, ba dành riêng khổ sở cũng là ngày con và mẹ phải nhìn nhau mà lệ tuôn trào. Cuộc tình dang dở ai lại chẳng ngắm đã ra giữa trường giang, tức là con đò đã xa rời cây đa bên cũ. Dù có phong ba bão tố hay chỉ là làn gió nhẹ đêm nhịp thời gian, thì con đò cũng đã trót sang ngang, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm êm. Giảng ngàn thương còn nhắc lại chăng, chỉ trong một phút phiền. Huống chi con thuyền ái đã cập vào bến lạ, thì giá trị gì cây đa cũ bên đò xưa. Bây giờ đã yên bề thôi, thì Tuyền cứ vui với vân son nhung gấm. Còn tôi như kẻ mới bắt đầu cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, thì xin để tôi yên với kiếp sống cơ hàn. Mình có hiểu được gì đâu mà em đắc tội với mình.
Tuyền không có tội gì cả. Người đàn bà nào trong hoàn cảnh em cũng sẽ hành động như thế mà thôi. Hoàng ơi, từ khi mình bị hại, nếu không vì con thơ dài thì em đã rời bỏ cuộc đời. Mất mình rồi, bao nhiêu khổ đau dồn dập, người ta dọa nạt, người ta cưỡng ép, rồi người ta lại bắt mất con gái của em. Nhờ sự tận tình giúp đỡ của anh Lương mới tìm lại được con. Rồi vì nghĩa, vì ơn, vì tương lai của Ngọc Thủy cần phải được bảo toàn, nên em bây giờ mà lòng em vẫn nhớ thương mình. Vì thương con mà mẹ lỗi đạo, ba ơi, ba hãy tha thứ cho mẹ con. Tới ngày nay con mới biết 10 năm trời mẹ chỉ vui với những cái vui tạm bợ. Thủy con, con ơi, ngày về ba lại vội vã ra đi, chỉ vì ba không muốn khuấy động một cảnh sống yên lành. Giả lại con đã bảo kê phụ đôi với mẹ con rất mực nghi chung tình. Đối với con người xứng đáng làm cha, tức là nỗi vui mừng dậy nở trong hồn ba. Kế phụ của con lại là bạn của ba, là người đã giải thoát cho con đỡ đần cho mẹ. Thì thà rằng ba hy sinh cho trùng nghề dương lặng gió, cho trọn nợ ân. Bà đâu có biết mấy tháng nay bỗng nhiên kế phụ ra mà hành hạ mẹ và con, không còn thương yêu như mấy năm về trước nữa. Kế phụ còn đánh và chửi mẹ con. Thủy, con. Mẹ ơi, chắc có lẽ kế phụ biết ba đã về, có lẽ ông biết rằng mẹ còn thương ba lắm. Ngày xưa khi mẹ và con trò chuyện thì ông có để ý gì đâu, mà bây giờ mỗi lần thấy con và mẹ bàn luận chuyện riêng tư thì ông lại lồng lộn lên như là thú dữ. Dù mẹ con đã nói chuyện gì thì ông cứ nói rằng nó về rồi đó, đi kiếm nó đi. Rồi ông lại đập bàn đá ghế cho mẹ phải ôm con mà lệ đổ quanh tròng. Hoàn cảnh như vậy đó có phải là hạnh phúc hay không hả ba? Mà ngày ba về chẳng vui tao ngộ, lại dối vàng quay khó ra đi. Thưa thầy, hoàn cảnh của cô và em Thủy đã như vậy thì em không còn ngần ngại gì nữa. Em có thể, có thể nói thật tất cả để biết rằng ngày xưa chính ông Trịnh Lương đã hạ lệnh giết thầy. Hắn đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để chiếm cho được một người vợ trung tình. Tất cả mọi biến cố dồn dập đến cho cô Ngọc Tuyền đều do hắn tạo. Hắn bắt cóc Ngọc Thủy rồi giả đi cứu để được tình yêu. Hắn đã tạo ra nợ nần để giả mạo văn tự mà bán hoặc cầm tất cả tài sản của ông giáo để lại. Lão! Lão! Hai mẹ con mày đi về. Không,
Nghe. Không, cô Ngọc Tuyền và cháu Thủy hãy ở lại để xác nhận Trịnh Lương là một tên lưu manh gian ác. Lão, con để rẻ tiền kia, nói bậy tao giết chết. Còn lâu á, mày là một thằng tán tận lương tâm chạy quyền thế âm mưu giết bạn để đoạt vợ của bạn, đúng không mày? Hả? Khốn kiếp! Đừng có chửi mỏi miệng. Hồi đó tôi làm gạt để coi cho ông chửi tôi ngán. Sao? Chứ bây giờ ông chửi mỏi miệng thôi. Vì trong khoa tướng số có nói là cung mạng của ông định vào ngày này, tháng này, năm này gặp thằng ách phích phản chiếu thì chỉ có thần dòng số 8 mới đổ mạng ông vào khám chí hòa thôi. Đừng có chửi mỏi miệng lắm. Dạ thưa bà giáo, bà có nhớ không? Còn cô có nhớ không? Tôi là kẻ bắt cóc cô hồi nhỏ nè. Nhớ hết mà, cái bản mặt tôi dễ nhớ quá mà. Còn ông, sao? Ông có nhớ không? Ông nhớ tôi không? Nhớ không? Phản bội! Tôi bảo đừng có chửi mỏi miệng lắm. Ông nhớ là tôi là thằng gác mà có ruột của ông là đủ rồi ha. Dạ thưa bà giáo, dạ thưa cô, 10 năm về trước chính cả ông này nè, ông ra lệnh cho tôi lại tận nhà giả đò cưỡng hiếp bà để rồi ông cứu. Rồi cũng chính ông này nè, ông ra lệnh cho tôi bắt cóc cô Ngọc Thủy để ông lập công, đúng không? Rồi ông mới kiếm chuyện bỏ tù tôi, có đúng vậy không? Là con gà nuốt vậy không? Đúng. Đúng là đúng. Đúng tất cả. Mất rồi, tao mất hết rồi. Mày làm gì tao thì làm đi, muốn xử gì tao thì xử đi. Xử đi. Xử mày thì có luật pháp, ở đây tao ăn có chút đỉnh thôi. Dạ thưa bà, thưa cô, cái ông này chịu tội rồi đó. Ê, ngồi yên thấm nha, đừng có nhúc nhích để cái chỏ vô mặt mày liền bây giờ nha, nghe chưa? Ngồi đàng hoàng. Mẹ, mẹ ơi, tại sao 10 năm nay mình không biết gì hết vậy mẹ? 10 năm nay con tưởng mẹ con mình có phước hơn người ta. Anh Lương, Lương ơi, tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh là người hay là... Trời ơi, anh không xứng đáng là loài gì cả. Anh chỉ là cặn bã. Thì loài cặn bã. Xin ông Ách, cô Phượng và em Tấn để cho tôi giải quyết chuyện riêng của gia đình. Dạ. Trời ơi, ông đây là... Giáo sư Nguyễn Hoàng đó. Ông còn sống? Giáo sư Nguyễn Hoàng cái môi trời về. Trời ơi, đúng rồi, trời ơi, ba quỷ hiện hồn báo bán rồi. Anh Lương, sao anh tàn ác với tôi quá vậy? Hoàng, mày còn sống, mày còn sống thật đấy phải không Hoàng? Nếu trời không nỡ hại những kẻ hiền lương thì tôi hưởng được diễm phúc đó. Mày còn sống và về đây làm gì khi tao đã chiếm của mày tất cả? Cầm đi. Mày còn cười được thì quả mày là một thằng bạn đáng khinh. Đã gặp nhau đây rồi, nói đến việc trọng khinh là thừa. Vậy thì tao cũng khen cho mày dám lớn gan. Cùng tao giáp mặt mà lòng không hối hận trong vụ án ngày xưa, giải thích hành động của mày ra sao? Tao cũng nói mau cho mày khỏi đợi lâu. Tao còn chối là đã đoạt vợ mày đâu, bởi trước kia nàng là mộng ước của riêng tao. Nhưng tao cơ hàng mày thì ngày lại quá giàu sang. Mày chiếm được nàng tao tan nát cả tâm can. Giết mày được là hay lặng lẽ tự nhiên. Nếu chỉ vì thất tình mà tan tận lương y tâm thì mày quá giả mang, để xong đời còn tàn hại thế nhân.
Rồi mày làm cái gì tao? Hồi trước mày có tiền mày hơn tao, kể đó tao có quyền tao hơn mày. Còn bây giờ quy quyền. Chiến tranh đã tàn bạo ban cho tên bất lương côn đồ như mày một quy quyền. Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ mày đã thất bại rồi. Mày đã thất bại rồi, hiểu chưa? Nhưng thôi, mày hãy đi đi. Cái gì của tao, mày trả lại tất cả cho tao. Đi đi, tao có thể tha thứ cho mày. Tao muốn chính lương tâm trừng phạt mày. Nghĩa là mày biểu tao phải khuất phục. Từ tay không tao đã tạo được tất cả, và bây giờ tao đã mất tất cả. Không, không được. Với mày, mày không thể bắt tao phải khuất phục một lần nữa được. Tao phải tranh đoạt hạnh phúc với mày, tranh với mày cho tới cùng. Vậy thì tao sẽ dẫn hỏng mày. Đứng im. Mày quên rằng nếu cần vũ lực, tao vẫn hơn mày. Thì cứ bắn tao đi. Bắn đi. Khỏi tách. Không, không, không được quyền giết ba tôi. Không được. Lương, nếu anh cần giết người thì hãy giết tôi đi. Tôi là nguyên nhân sự đau khổ của hai người. Tôi đang thèm cái chết. Lương, mẹ, mẹ ơi. Thủy, con hãy bước ra xa. Tuyền, em đứng lại. Hãy đứng lại để mặc anh với hắn. Không, em đang thèm chết. Tuyền, em đang thèm chết. Đứng đây. Lại. Bắn đứng đi. Lại. Bắn đi. Điên vậy? Không, tôi không điên. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ nhận tội, không để phiền lụy cho ai cả. Ông Hoàng, bây giờ tôi lại cho gia đình ông dai hạnh phúc của tôi. Vĩnh biệt. Dính biệt tất cả. Bà chủ, bà chủ. Em Tuyền. Anh Hoàng. Ba.